Ma sam bụt thô, bởi ngài đã thành bậc chanh đặng chanh giác, tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Quyết cha cha đa sam bạch nô, đức thế tôn hiệu quyết cha cha đa na sam bạch nô. Bởi ngài toàn đặt ba cây giác, tám cây giác và 15 cái hạnh. Sugato, đức thế tôn hiệu Sugato. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Sugato, đức thế tôn hiệu Sugato, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bậc sanh bậc diệt đại niết bàn. Lokavidu, đức thế tôn hiệu Lokavidu, bởi ngài đã thông suốt tam giới Anuttaro, đức thế tôn hiệu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Bodhisattva Sarathi, đức thế tôn hiệu Bodhisattva Sarathi, bởi ngài là đấng tế đồ những người hữu duyên nên tế đồ. Sattadevamanusanang, đức thế tôn hiệu Sattadevamanusanang, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho, đức thế tôn hiệu Buddho, bởi ngài giác ngộ ly tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phagavati, đức thế tôn hiệu Phagavati, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nathime saranang anyang buddhome saranang varang ete na satchavacche na hotume cha và mặn cá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kinh mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, Sakato Phagavata Thẩm Mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thánh có chính hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehimasiko là pháp của chư thánh đắc. Ehimasiko là pháp của chư thánh đắc đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Obanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bacchatang Veditappo Vinnyuhiti là pháp mà các hạng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy từ nơi tâm. Nathime Saranang Anyang Thammo Me Saranang Varang ê tê na sát cha quát chê na hô tú mê cha và mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, Suppatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uccupatippanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật,
Các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà dâm bích tì bệnh nơ phá ra quá tờ xa hoặc là sẵn khô. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành đi giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc chứ khỏi các sự thông khổ. Sami chi bích tì bệnh nơ phá ra quá tờ xa hoặc là sẵn khô. Tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng chặt tạ đi bu đi xa yoga ni. Tăng nêu điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đăng đạo cùng quả tu đà hoàng. Tăng đã đăng đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đăng đạo cùng quả anna hàm. Tăng đã đăng đạo cùng quả a la hán. Attha Bodhisattva Gala, tăng nêu đếm triệt thì có tám bậc. Tăng đã đăng đạo tu đà hoàng. Tăng đã đăng quả tu đà hoàng. Tăng đã đăng đạo tu đà hàm. Tăng đã đăng quả tu đà hàm. Tăng đã đăng đạo anna hàm. Tăng đã đăng quả anna hàm. Tăng đã đặt đạo a la hán, tăng đã đặt quả a la hán. Ê sa pa ga wa tơ sa wa ca sẵn khô. Chữ tăng ấy là các bậc kinh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lạnh bốn món vật dụng của tịnh thế. Ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ma hù nay vô, các ngài đang thọ lạnh của tỉnh thế, mà họ dành để cho thân quyền cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặng khi nay vô, các ngài đang thọ lạnh của tỉnh thế, tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha li ca ra ni vô, các ngài đặng cho chúng sanh lễ bái. Anutta răng buốt nha khẹt tăng lô ca sa ti. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nát thì mê sa ra năng anh nhăn sang khu mê sa ra năng và răng. Ê tê na sát cha quát dê na hô tú mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quanh đa mi chay tí văn sầm bằng sầm ba tha mê sơ ba tinh tí tăng xa rê rê ca tha, tu ma ha bộ thiên bùa tha ru băng. Sa ca lăng sa đa, con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời dạy tỏ tường a năm điều quán tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phận minh cỡ thành. Sabbe satta avera hôn tu sukhita hôn tu nidukha hôn tu abhyabhaccha hôn tu anika hôn tu dikha yuka hôn tu aroga hôn tu sambhati samichan tu sukhi atta nang madiharan tu dukkha patta chanit dukkha payabhatta
cha ni qua aya so khắc ba ta cha ni so ca hôn tu sa bê vi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lường, hãy cho được sống lâu, đừng có bền hoàn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tác bạch để thọ trì vi giới. Uka samayam phante visum visum rakhanatta yati sarane nasahaban chasila niyachama. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tâm bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dọm bi ma văn hoành tê, vi sâm vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tâm bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ dậm bi ma văn phành tê vi sâm vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con, và sa thú lành thai con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và vũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở nâng gà cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Phật. Đồng mong sở nâng gà cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăn sở nâng gà cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt đăng sở nâng gà cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quý Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Đàm Mong Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khám Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, Đức Tỳ Dâm Bi Đàm Mong Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khám Sa Nâng Ca Cha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba, Bụt Đăng Sa Ra Nâng Ca Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangham saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Duttiyambi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Duttiyambi sangham saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì, Duttiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Duttiyambi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Duttiyambi sangham saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba. Thì sao nó cứ hạt năng này thiết tăng phát huy tâm bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu? Ama phan tê, và chúng con xin vâng. Banatipata Veramani Sikha Padang Saman Yami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự sát sanh Adinna Dana Veramani Sikha Padang Saman Yami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp Kame sumicca jara Veramani sikha padang samadhiyami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh Muksavada Veramani sikha padang samadhiyami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura me rayama chapama dathana Veramani sikha padang samadhiyami, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Banati bata Veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh Adinna dana Veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame sumicchacara Veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành Mausavada Veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Surame rayamachapamadathana Veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padane sadu kangka tuang apamade nani cakalang samarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi tòa trị tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng minh nhiệt hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Sì lê na su vê tinh yon tị, sì lê na phu ca sâm bác đàn, sì lê na nê phu tinh yon tị tà sâm mai, sì lăng vị sô tha dê.
các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dược giới, được giàu sang cũng nhờ dược giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dược giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thai ướt ta măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột ta măng bột thể vô khả lì tổ đô sơ bột thô tham mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mạng ghê nà quạnh đê hăng thẩm mạnh cho đức quý thân và răng thẩm mê vô khá đi tâu đổ sâu thẩm mô khám mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta măng ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vi tho ta măng sẵn khê vô khá li tô đổ sâu sẵn khô khăm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. So tha la tho su vi tho vu lu na ho bo tha sa sa ne a ro go su vi tho hoi sa ha sa pe nya ti pe sa a tha la tha su vi tha vu lu na ha bo tha sa sa ne a ro ga su vi tha hoi sa ha sa pe nya ti pe te a tha la tha Sukhita virunaha buddhasa sanne aroga sukhita ho thasaha sabbe hit nhà tịt phiên. Cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitiya janagatha sin thamantu se thamantu se thamantu idam phalam etasmin ratanattayasmin sambasajanache ta so. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh. Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không chạy đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Văn kinh chích cú sanh la cầm măng cách tập văn kỳ đi văn mà cả dê na quả cha mà na sa. Tí đa xê sư gà tăng cà tăng dê sà ta san nhì nô a thì dê cho sà ta. San nhì nô cà tăng bồn nhà pha lăng mày hằng sà bê pha ghi. Pha quán tự tê dê tăng cà tăng sư quý đi tăng. Đền năng bồn nhà pha lăng mây gia.
Ye cha ta thana cha nan ti đệ qua gần to ni ye đại dâm sáp bê lô cam hi ye sa ta Chị quan ta ha ra hê tu ca ma muôn năng khô cha năng sáp bê lô phan tu ma ma Chê ta sa ti Hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành diệu nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tường được mà hưởng an vừa con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng nam mô bích tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài trí đức đã từ bi phan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài liễu tâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lấy bát tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật của Tam Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư trong đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời quý vị có thể chuẩn bị bàn tay, cũng có thể chuẩn bị những câu chất chát để Nhật Bình hoặc là chút nữa có Nguyên Trang vào thì sẽ đọc và thỉnh ngài trả lời và kính mong đạo tràng hoan hỷ ạ. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Hoàng lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Ha Sa. Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha li an thi wa rang a ya cha ha san te sa sat ta ba ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma ve diem bi na yan cha ka yang suat tan cha bang thang a phi tham ma cham mang a cơ ta dẫn tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bộ thà nãy dê bà đi xa và mạch chê phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn để thử âm thanh nè. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Tát xà pha quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bơ tát xà. Nam mô Tát xà pha ga quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bơ tát xà. Nam mô Tát xà pha ga quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bơ tát xà. Nam mô Bụt Tha Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sinh nam sinh nữ đồng đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con, và con thấy trong đạo tràng nhiều vị cũng nghe được âm thanh ngài rất là rõ. Dạ, con thành kính tri ân ngài. Dạ Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị. Dạ, cũng như Giang Nhật Hạ nữa nè, nghe rõ nữa nè. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị. Nhật Bình, vị nào có thể cầm mic được để đặt câu hỏi đầu tiên thì Nhật Bình kính mời. Để Nhật Bình, có lúc Nhật Bình mời Vinh thỉnh pháp thì tội nghiệp cho Vinh, Vinh kính đang mắc lái xe ngoài đường không. Nên cũng phải cầm mic để trả lời, rất là tội nghiệp. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính mời đạo tràng ạ. Quý vị có thể đưa những bàn tay và có thể có những câu chết chát để Nhật Quỳnh đọc. Dạ, thỉnh ngài mà giảng giải ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không thấy bàn tay, con cũng thấy những câu chết chát. Dạ, con xin mở hàng, mong rằng Nhật Quỳnh mở hàng, quý vị có điều kiện để suy nghĩ để đưa lên những câu hỏi để cho cùng nhau đạo tràng cùng nhau học hỏi, nhất là Nhật Quỳnh nha quý vị nha. Dạ bạch ngài, con nghe một bài giảng là coi như mình cứ không làm gì hết, mình ngồi yên là mình đã tu định rồi. Dạ bạch ngài, có phải như vậy không? Dạ ngài có thể giảng dạy rộng thêm về tại sao mình gọi là tu định, tức là tâm mình không có bị xôn xao, không có nhảy qua nhảy lại, nghĩ tới nghĩ lui, tức là mình ngồi yên, tức là mình đã không tham sân si rồi, phải không bạch ngài? Và con kính nhân mít đến ngài, con mong ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, ngồi yên mà tâm không động đậy chỉ có mấy người bị coma mà thôi. Thật sự ra đó, ngồi yên mà được gọi là đang hành thiền hay là đang tập niệm gì đó, thì cái tâm mình nó phải có cái đối tượng rõ ràng. Quý vị học thanh tịnh đạo với ngài giác giới đó biết 40 đề mục liên quan tới thiền chỉ, thì mình ngồi mình cái tâm mình phải dính vào đó. Còn nếu mà thiền minh sát thì tùy theo. Chứ còn ngồi yên mà cái tâm mà không động đậy, ở ngoài nó không động đậy chứ trong là nó nhảy từ bến nước này tới 12 bến nước khác luôn, làm sao mà ngồi không được. Quý vị cứ nghĩ mình thì biết à, từ sáng tới chiều có bao giờ cái tâm mình nó nằm yên không? Không bao giờ cả. Bởi vì ngay cái bậc các bậc thánh vậy, cái tâm họ cũng phải dao động vậy đó. Thành ra những cái vị nào có đủ điều kiện, người ta thích nhập thiền diệt là vậy đó. Việc để sống trong cái trạng thái mà của cái người mà tạm thời nghĩa là được hưởng cái thời gian mà trong đó danh sắc nó không có làm náo động được mình. Còn nếu mình chưa tới đó thì đừng bao giờ hy vọng cái tâm mình ở yên chỗ đó. Anh lúc nào thì nó cũng phải kiếm chuyện đó, đó. Còn nếu mà nó không kiếm chuyện thì mình chắc cũng sắp đi đoàn tụ rồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ
Dạ, sa thú thành thai và con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Nhật Quỳnh cũng kính chào sa thú thành thai của Xích Niệm Từ. Dạ, mời Niệm Từ. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Liễu Tông và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng và kính chào đạo tràng. Và thưa ngài, con có một không biết đạo tràng nghe âm thanh của Niệm Từ rõ không vậy Sister Man? Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thưa ngài, cái hôn trầm và thủy miên đó là do cái tâm mình nó yếu rồi tạo nên, hay là cái hôn trầm thủy miên là những cái truyền cái mà tự nó kéo đến để mà nó phá mình trong những lúc mình lo tu tập đó ngài? Có thể là do tự mình tạo lên không? Xin ngài giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Dạ, con xin dâng mít lời cho ngài. Nam Mô Bích Thà Giá. Nam Mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái hôn trầm với thị miên đó, tại vì mình dịch theo tới ngôn ngữ đại thừa, cho nó có hai cái tâm sở hôn trầm đó. Theo định nghĩa của Phật pháp đó là cái đó là cái pháp mà làm giải dời giải dụi và hạn chế cái tâm sở trong lúc nhận biết đối tượng. Nghĩa là giống như mình mệt mỏi mình làm gì đó mình làm nó không có được ấy đàng hoàng. Còn cái tâm sở thị miên á cũng là cái pháp làm giải dụi và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Thì hai cái tâm sở này đó, thị miên là nó làm nó hạn chế tâm trong cái việc mà nhận biết đối tượng. Còn hôn trầm nó làm cho cái tâm sở trong cái việc nhận biết đối tượng rõ ràng. Thành ra hai cái lần này nó mà nhào vô rồi đó, thì cái sự nhận biết đối tượng mình rất là mờ, giống như mình buồn ngủ hay giả dự vậy đó. Thành ra mình nói là tại cái này. Nhưng mà thật sự cho cái mà buồn ngủ hay giả dự đó, nó không hẳn nó là những do cái những cái tâm sở này. Nên nhớ chuyện đó. Khi nào mình bị phiền não nó chen vô thì có cái hôn cái giả dự của tâm sở có thể là do hai cái tâm sở này, nhưng bình thường đó, thì có chưa chắc. Tại sao? Bởi vì đó cái trạng thái mà mê mà không bắt được đối tượng hay mình gọi là buồn ngủ này đó, nó có thể nó là một cái pháp thường trực của cơ thể của mình. Cái pháp thường trực trong cơ thể là khi nào mình thí dụ mình đi casino mình thức 2-3 đêm liên tục thì dĩ nhiên nó phải là giả dự rồi, chứ nó không ấy được. Thứ nhất là vô đó còn thua nữa đó, là vậy đó. Thành ra nó là một trong 10 cái pháp thường trực của cơ thể, gọi là Bali gọi là Kaya Nukhata Thamma. Kaya Nukhata Thamma thì nó có 10 cái loại Kaya Nukhata Thamma. Thứ nhất là sĩ tạ lạnh, thứ hai un hạ nóng, thứ ba trí khách xả đói, thứ tư qua bị xả khát, thứ năm uchara đại tiện, thứ sáu bạch sa quá tiểu tiện, thứ bảy thị ná mít thá tức là thức ngủ, thứ tám chara già, thứ chín phá gia thí bệnh hoạn, và thứ mười mara ná là chết. Thì 10 cái pháp này thường trực này đó là nó theo cái chu kỳ của cái sinh hoạt của cơ thể, không hẳn đó lúc nào nó cũng là phiền não cả. Có những cái pháp nó không làm phiền não mà cũng làm cho mình làm cho phiền não phát sinh, nhưng mà cái pháp đó chưa chắc là phiền não. Ví dụ như mình muốn đi tiểu mà mình nhịn đó, thì cái nhịn của mình nó có thể là nó làm cho phiền não phát sinh, nhưng cũng có thể nó không làm, bởi vì mình chưa tới cái mức mà phiền não phát sinh thì mình đã đi tiểu rồi, thấy không? Nó 10 cái pháp này đó nhiều khi nó có những trạng thái mình tưởng là do phiền não chứ không có phải. Mình nhớ chuyện đó. Nam Mô Bích Thà Giá. Sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con thấy Xích Niệm Từ đã kính tri ân ngài rồi. Nam Mô Bích Thà Giá. Và một lần nữa Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu dồi dào đạo tràng,
Quanh Phan ơi, có câu hỏi không? Dạ, cảm ơn tu học Phật Pháp mà đã cho câu hỏi. Dạ, Ngài đã đưa tiếng Bali lên đó quý vị. Phải không? Phải tiếng Bali vậy không? Dạ. Tiếng Anh không phải tiếng Bali. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc nguyên trang vào rồi phải không? Nguyên trang Nhật Thoại, Nhật Quỳnh thấy bóng dáng nguyên trang rồi phải không? Dạ, con xin được đọc câu của tu học Phật Pháp. Dạ, cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, như sư dạy tuần trước, định trong tâm sơ đạo, sơ quả có năng lực tương đương sơ thiền. Như vậy, các vị thánh tu Đà Hoàng không chứng thiền định khi mệnh chung được tái sanh về cõi Phạm Thiên sơ thiền hay sao, thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Nếu mà đắc sơ đạo sơ quả mà không có đắc thiền đó, thì cái vị đó vẫn sanh đi trong lại trong cõi dục tối đa là 7 lần. Nên. Còn nếu là bậc nhị quả, nhị quả tức là tu đà quần rồi này kia mà tư đàm đó, thì sanh lại trong cõi dục này thêm một lần nữa. Chứ nếu họ đắc thiền thì họ đã lên trên đó rồi, chứ đâu có cái vụ mà sao ta chết đi sống lại ở cõi dục này được, thấy không? Cho nên anh nhớ đó, cái năng lực nó tương đương với sơ thiền, chứ không phải là đắc sơ thiền, nên nhớ vậy đó. Bởi vì cái định nó phải mạnh cỡ đó thì nó mới diệt thiền não được, chứ không có phải là nó muốn diệt thiền não thế nào nó diệt. Thế nhớ cái thứ hai, cái câu Bali mà chúng tôi đưa, cái câu tiếng Anh đó, chúng tôi đưa lên đó, là cái câu trả lời cho cái vị đó, tu học BB này hỏi kỳ rồi đó, là sự khác biệt giữa Paramattha và Sabhava. Đây là câu Pali trong cái chúng tôi tìm thấy trong cái tập số 1 quý vị Miến Điện, vì sao đòi Miến Điện. Nhưng mà tiếng chúng tôi là người Việt, cái ông cây là tiếng Việt, tiếng Anh đã dở, tiếng Việt còn dỗm nữa. Anh nói cái vị tu học này đó, muốn hiểu được thì nhờ cái gì nào giỏi tiếng Anh dịch chùm cho nó. Dịch cái này thì sẽ hiểu và đâu mất thả như thế nào và sập hạ quá như thế nào. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Dạ, con thấy tu học Phật Pháp đã tri ân Ngài rồi. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ, mời bàn tay, mời những câu chết chát. Dạ, Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu giờ giàu đạo tràng, và kính mời quý vị có thể đưa những câu chích chát lên hoặc là có thể đưa bàn tay ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi tu học Phật Pháp. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Kính thưa sư, có 4 loại chết: 1 do hết tuổi thọ, 2 do mãn nghiệp, 3 do cả hai vừa hết tuổi thọ vừa mãn nghiệp, 4 do đoạn nghiệp. Xin sư giải thích loại thứ hai. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Thà. Dạ, kính bạch Thế Tôn. Dạ, kính thưa quý vị, thật sự mà nghiệp là cái nghiệp mà mình tạo đó, nó cho cái quả cái nghiệp, nó là cái đời sống cái trong kiếp này của mình, đời sống cái này của mình. Ví dụ nó cho cái quả mình sống 75 năm đi, thì tới 75 năm đó là mình chắc chắn là phải đi, không đường nào tránh khỏi, dầu rằng không bệnh không gì, khỏe ra vẫn bệnh vẫn đấy đó. Mà trong trường hợp 75 tuổi theo cái ấy vậy đó, thì có thể do hết tuổi thọ không chừng, nhưng mà tại vì ở đây là hỏi hết mãn nghiệp thì đó mãn nghiệp là trong cái thời gian mà cái nghiệp mình làm trong quá khứ mà nó cho cái sự tái tục của mình đó, thì nó cũng có cái thời hạn của nó, còn những thời hạn đó. Còn nếu mà mình sống qua quá 75 tuổi đi, nhưng mà thì lúc đó là cái đó mình mãn nghiệp nhưng mà tuổi thọ chưa hết, thành ra nó vẫn có thể cái phước nó vẫn còn dân dưa, thành ra mình vẫn sống. Dầu rằng nghiệp mãn nhưng mà tuổi thọ chưa mãn vẫn có thể sống được như thường, nhưng mà sống bao lâu thì chúng tôi không biết, bởi vì
Mấy cái đó thì ít không có rõ ràng trong những lời giải thích của chú giải là cũng không có rõ ha. Nhưng biết chắc chắn là mình hết tôi lọ mình cái khi mà mình cái tâm mà tái tục nó phát sanh rồi đó, nó có hai ba cái thời hạn để cho mình biết, nhưng mà đối với những người nào mà có thần thông mới biết chứ không có, nhưng mình không biết, cho biết cái tuổi thọ, cho biết cái nghiệp. Còn cái thứ ba này đó thì tùy theo ha. Với cái thứ tư này đó mà hết mà nghiệp hai giờ hết tôi thọ giờ mà nghiệp và đoạn nghiệp đó. Thì mỗi chuyện nó có một số cái điều kiện chứ không phải là không có, nhưng mà mấy cái này thì rất tìm trong sách vở, trong sách vở nó rất là hiếm chứ nó không có dễ, để chúng tôi xin giải thích sơ sơ thôi chứ còn chân chắn như thế nào thì chúng tôi cũng chưa có thần thông để biết. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi là về cái tâm thẩm tấn đó thưa sư. Thì giống như một người mà người ta chết, mà khi cái tâm tử phát sanh người ta chết thì cái tâm thẩm tấn thì nó hoạt động như thế nào sư? Giống như là người ta, nếu ví dụ như người ta có làm một cái những cái việc thiện bố thí nào đó trong quá khứ mà không có đủ những cái tam tư đó, trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đó, thì cái tâm thẩm tấn này nó sẽ dẫn người ta đi tới cùng với lại 12 cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ dẫn đi cái chúng sanh đi tới một cái cảnh giới thích hợp đó. Thì sư có thể giảng rõ cho con hiểu thêm về cái tâm thẩm tấn này như thế nào, con không hiểu về cái chỗ này và con xin tri ân sư ạ. Đánh chữ Bali của cái đó thử coi, nhiều về tiếng Việt có gì không, chúng tôi cũng đoán ra. Có cái bản đó không, có bản để coi làm thắng là sẵn tiền rồi nó ai gì chúng tôi không nói thử gì, nhiều khi không đoán là cái chữ Bali của nó là khó trả lời đó. Có chữ Bali đó không? Cái chữ thẩm tấn nghe không? Không biết rồi nè. Santirana hả? Santirana thì nó làm cái thật sự nó làm nhiệm vụ tái tục, nghĩa là cái làm nhiệm vụ của cái phần sự là tục sinh, thì khi nó tục sinh là nó do cái nghiệp đẩy đưa nó tới đó chứ. Chứ nó làm gì là làm sao, nó chỉ có nhiệm vụ cái lúc đó, cái thời gian đó nó chỉ làm nhiệm vụ để xuất hiện cái chúng sanh đó mà thôi. Nó dẫn chúng nó năng lực của nghiệp đưa cái đó nó phát sanh. Ví dụ mình làm việc xấu rồi đó, thì khi mà sanh bốn đường ác đạo thì cái tâm thẩm tấn quả bất thiện vô nhân thì nó dựa vào cái nghiệp lực của mình, là cái nghiệp lực đó nó đẩy mình đi xuất hiện ở cái cõi đó. Thì xuất hiện đó nó chỉ làm ví dụ nó nhiều thôi chứ nó đâu còn làm gì tiếp. Mà nếu nó làm gì tiếp nó phải dựa vào cái nó có năm cái nhiệm vụ tất cả đó, thì tới đó thì nó có thể nó làm nhiệm vụ là hữu phần, rồi nhiệm vụ tái tục thì nó đã làm rồi, với nhiệm vụ như thêm cái nhiệm vụ nó là thập di đó, thì nó chỉ làm vậy thôi. Nó có cái nhiệm vụ nó khác liền, chứ khi mà nó xuất hiện là cái tâm tư tục mình đi diệt rồi, là cái như nó hết nhiệm vụ rồi, nó đâu còn nữa. Nhưng mà nếu nó xuất hiện, phải xuất hiện với một cái nhiệm vụ khác, nó nhiệm vụ khác chứ nó không thể xuất hiện đó. Có thể là xuất hiện làm cái nhiệm vụ phá quan khá, bởi vì cái tâm đó nó có năm nhiệm vụ là tục sinh, hữu phần, người tâm tử, thập di với cái gì nữa đó, nó năm nhiệm vụ của nó thôi. Còn hãy mà nó làm nhiệm vụ tái tục thì khi mà nó cơ chúng sanh đó đã sanh ra rồi thì nó hết nhiệm vụ, làm nhiệm vụ đó nó sẽ làm nhiệm vụ khác thôi, chứ làm sao mà nó còn cái không có cái tâm nạn nào hay là cái gì ở trong cái tâm tái tục đó cả.
nó không có trở lại trong cái tâm tái tục có được. Thành ra nó ở, phải ở chỗ khác. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ, con thấy huynh Văn Nhật Hà đã tri ân sư rồi. Và con thấy câu hỏi của Quỳnh Phan. Quỳnh Phan ơi, Quỳnh Phan có cầm mic được không? Hay là Nhật Quỳnh đọc câu hỏi Quỳnh Phan? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Alo, Quỳnh Phan cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Quỳnh Phan cầm mic hay là Nhật Quỳnh đọc câu hỏi? Alo, alo. Vậy Nhật Quỳnh đọc nha. Kính thưa Ngài, con... Rồi, để Nhật Quỳnh đọc. Kính thưa Ngài, con cứ nghe hoài đời hay nói tám ngọn gió đời. Như vậy, tám ngọn gió đời là gồm tám ngọn gió nào? Và nó có ảnh hưởng lớn đến việc tu tập của chúng con không ạ? Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Quỳnh Phan. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị. Thật sự người ta dùng cái danh từ để cho nó hay hay. Cho nó là tám cái điều kiện của đời sống. Rồi được mất khen chê hay gì đó. Tám tám chen. Hỏi câu hỏi bất tử quá nhiều người không có record được. Mấy cái âm thanh cái đó. Ví dụ được khen bị chê nó có tám chuyện nhưng mà không nhớ tên, nếu bữa nào nhớ tên nói cho nghe, hỏi nhiều cái bất tử quá không có record kịp. Thứ nhất là tiếng Việt thì chúng tôi dở lắm, nó mô thầy á. Dạ, sa thú, con thấy Vinh Phan đã kính tri ân Ngài rồi. Dạ, con nghe Ngài nói con nhớ được hình như bốn thứ. Được khen bị chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi là sáu rồi. Dạ, còn hai điều nữa, hai ngọn nữa không biết, con không nhớ lắm. Dạ, kính mong trong đạo tràng vị nào giỏi về chữ Nho, chữ Hán thì xin chắc lên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con đã thấy câu hỏi của tu học Phật Pháp rồi. Kính thưa sư, nên hiểu và giải thích như thế nào? Dạ, hạnh phúc và đau khổ. Dạ, cảm ơn chị Meta. Kính thưa sư, nên hiểu và giải thích như thế nào về sự việc thời Đức Phật tại thế ở những năm đầu sau khi thành đạo? Có rất nhiều các vị thánh không có học về Di Diệu Pháp, cũng không có học tạng luật, vì thời gian đầu Đức Phật chưa chế định luật, nhưng các ngài vẫn thành tựu trong thiền quán tứ niệm xứ, dẫn đến chứng đắc đạo quả niết bàn. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa quý vị, vì nên nhớ trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật đã nói về Di Diệu Pháp rồi, chứ phải không nói đâu ha, chứ đừng nói là không có nói. Nhưng mà có nhiều cái chuyện mà tại vì mình không có để ý, mà cái những cái vị đó là học nhiều đời nhiều kiếp với những cái lời nguyện rất là đặc biệt, chẳng hạn như ngày Côn Đánh Nhá đó, trong bao nhiêu kiếp rồi từ khi ngài phát nguyện để ngài được giải thoát đó, với cái đời Đức Phật nào không biết, thì từ đó sau ngày làm phước báo nào ngày ăn làm đầu tiên hết đó, hẳn bà tham ăn, nghĩa là trong cái đám mình được cái đơn ngồi đó mà thầy sướng lên một cái chuyện làm phước thì ngài luôn luôn là lên tiếng hẳn bà tham ăn, để tôi cái đó, để tôi trước nhất đó. Thành ra sau này đó ngài mới là người đó là đầu đất đầu tiên, nhưng mà trong thời gian từ nguyện tới đó ngài học rất là nhiều đó. Thành ra trong bài kinh đầu tiên nó có đầy đủ hết, chứ không phải là nó không có đầy đủ. Tại sao chúng tôi nói là ngài trong bài kinh đó ngài đã dạy gì pháp điền cho đó, nên nhớ gì pháp là nghĩa là đề cập tới danh sắc và cảnh há, thì cái câu cuối cùng của khổ đế là câu gì? Banh chủ ba tha nắc cảnh tha thúc khả, nghĩa là sự chấp thử trong ngũ quẩn là một cái điều đau khổ, thấy rõ ràng không? Đã dạy từ đó rồi chứ không phải không, nhưng mà rất là vấn tắc.
chứ không có dạy như mình. Mình là thuộc loại nghĩa là đầu óc đầy bùn, thành ra ngài phải dạy từ đầu, còn mấy người đó không cần. Thành ra ngài sẽ được nghe một câu mà cái ngài A Sa Chí tóm tắt thôi là ngài đã đắc quả. Đắc quả là đắc như thế nào? Không phải giống như mình dịch đi, ta các pháp do duyên sanh không có. Cái câu dê thâm ma hệ tụ bà phá qua đó, nếu mình dịch ra đó là dịch khổ đế có nhân là thập đế, thấy rõ ràng như vậy đó. Là bốn cái điều mà Đức Phật nói đó, là nó có đầy đủ hết á, chứ đừng nói là nó không có đầy đủ. Nó có đầy đủ nhưng mà rất là chi tiết, rất là vi tế. Thì cỡ ngài Sở Lợi Phật hay là cỡ ngài Côn Đanh Nhá mới có thể có khả năng thấy được thôi, thấy liền lúc đó thôi. Chứ còn mình bây giờ nói với chúng tôi là chư tăng là nhớ nào cũng tụng kinh, nhiều khi cái bài kinh Tâm Ma Chặt Cấp Bồi Quá Tà Ná Sụt tụng không có dưới 10.000 lần đâu. Từ rồi tu tới giờ mà đâu có thấy kỹ gì đâu, phải không? Tại vì mình có 4.000 người. Thứ nhất ủng có tỷ Thanh Nhu, thứ hai biết bà chị Thanh Nhu, thứ ba về Nay Giá Tư Bà Đá Bà Ra Má, mình thuộc hạng thứ năm rồi. Nghĩa là thuộc cái loại mà cái hoa sen nó vẫn còn nằm trong rễ, mà dầu có nó có dương ra lên khỏi mặt nước thì cũng đã gãy trước khi nó nở ra. Thành ra mình đừng có hy vọng, thành ra có dạy hết chứ không phải là mà nó. Còn những có những cái người đó mà đắc quả đó, họ sanh ra những cái nơi mà ấy đó, họ không có cơ hội để mình gọi là giới, là phạm giới đâu, không có cơ hội đó. Thành ra khi họ tới đó đó là những cái giới mà căn bản là không có phạm, bởi vì họ sanh ở trong cái chỗ phước báo đầy đủ, cái người gia đình giàu có nó không có gì đó. Thành ra cái đó là những cái giống như là mình đã chuẩn bị cái lương thực để mình đi bắt đầu từ kiếp trước rồi. Thành ra bây giờ tới nơi là mình đi tới đó ăn. Bởi vì khi mình hành thiền, mà hành thiền quý bạch sanh na đó, tức là giống như người phụ nữ mà có mang thai đó, nhưng mà cái thiền quý bạch sanh na đó của ông sư đó giống người phụ nữ mang thai chỗ nào? Bởi vì người phụ nữ mang thai là sẽ đẻ con, nhưng mà cái người mà đầy đủ sức giống như là mấy cái ngày đó đó thì hành quý bạch sanh na là để đẻ ra đạo quả nó, chứ không phải là đẻ con nữa mà thành đẻ ra đạo quả. Đó, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, đó là như vậy. Thành ra nhiều người đâu có cần, thấy không? Không có cần. Bởi vì họ nhiều đời, nhiều kiếp, đây là kiếp cuối cùng của họ, thì họ đã mang theo đầy đủ những cái điều cần thiết, đó là lương thực rồi. Còn mình á, đừng hy vọng. Chắc cũng dài A Tăng Kỳ nữa. Gặp nhau lại. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, con đã thấy tu học Phật Pháp tri ân Ngài, và con cũng thành kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Phật Pháp. Và cảm ơn câu hỏi Phật Pháp. Do câu hỏi của Phật Pháp, con cũng nghe Ngài giảng, con cũng hiểu ra điều thứ thiệt mà mình thứ thiệt mà đầu óc thì đầy bùn, mà phải con không biết đầy gì nữa, chứ không phải đầy, phải đầy bùn nữa. Học hoài, học tới, học lui, học xuôi, học ngược mà chẳng nhớ được. Dạ, cảm ơn câu hỏi của tu học đã đưa lên. Dạ, con xin được đọc. Và Nguyên Trang, nếu có thời gian có thể cầm mịch được thì mời Nguyên Trang tiếp tục nha. Nguyên Trang: Kính thưa sư, theo đoạn kinh tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu ế từ ngoài vào. Bậc Đa Văn thánh đệ tử như thật sở biết tâm ấy, vân vân. Tâm sáng chói theo chú giải thì chính là dòng tâm hữu phần trong đoạn kinh trên dạy rõ bậc Đa Văn thánh đệ tử như thật sở biết tâm ấy, tức là bậc thánh thì phải như thật sở biết dòng tâm hữu phần. Nhưng trên thực tế thì không phải bậc thánh nào cũng có khả năng thấy rõ dòng tâm hữu phần. Vậy ở đây nên hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình không học thì mình không hiểu, chứ bậc thánh là phải hiểu chứ làm sao không hiểu được. Cái tâm đó là mình học cái tâm, nhưng mà nhiều khi mình không có hiểu hết.
Không hiểu hết. Cái tâm nó trong cái sách Paramattha. Hoặc là trong bà thị Samhita mắc cũng vậy, cho biết cái tâm nó có 10 tên gọi khác nhau. Đây là câu Bali trong bà thị Samhita mắc khá nè. Văn chi tăng má nô hạch thầy văn ma na sẵn banh đà răng má na giá thành năng má niên phi văn viên nhà năng viên gia nắc cảnh thô tạch xá má nô viên gia ná thà tội thị đăng chi tăng. Đó. Thì trong này đã cái nghĩa bậc thánh nào cũng phải biết 10 cái loại này gọi là tâm. Thì trong đó banh đà răng tức là sự sáng chói, thì cái tâm đó mình sự sáng chói theo chú giải thích là tại sao. Tại vì khi nó phát sinh, nó không có phiền não nào trong cái tâm đó, nó không mang theo phiền não. Nhưng mà khi mà nó diệt rồi, nó xuống cái những cái loại khác đó, như là tóc đó, thì cái phiền não nó chung vô đó. Chứ nó không có chung vô được cái tâm 19 cái tâm làm việc tái tục, làm việc hữu phần với làm việc tử. Đó, quý vị coi từ đầu đuôi có giờ thấy 19 cái tâm đó nó có phiền não hay có tham sân si gì không đó không? Không có. Không có, là cái tâm nó mới sáng chói. Trong lúc nó phát sanh thì nó sáng chói, nhưng mà nó vẫn có thể bị cái khác chen vô được. Chứ không phải không, chen vô là chen vô những cái tâm khác hữu phần kìa. Chứ còn nếu mà nó chưa xuống hữu phần thì không thể nào mà cái phiền não chen vô được hết đó. Thành ra nó sáng chói là chỗ vậy. Bậc thánh họ mới biết, chứ còn mình học chưa tới đâu hết thì nói biết thì không biết đâu ha, không biết đâu đó. Còn người nào học đầy đủ thì cũng có thể nhận dạng ra được, nhưng mà học đầy đủ cái chuyện đó nó cũng tốn thời giờ chứ không đâu. Bởi vì mình học nội tâm không, còn mình học lên nhiều chuyện lắm, nội những cái liên quan tới tới cái basic, cái căn bản nhất của tâm đó. Nghĩa là mình học chỉ có một cuốn thôi là bá thở rồi à, tức là thắng pháp thập cái luận đó. Nhưng mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống nó có thêm hai cái sớ giải của cái quyển đó đó, hai quyển. Thứ nhất là Abhidhamma Mất Thạ Quý Pha Quý Ni, thứ hai Abhidhamma Mất Thạ Đi Ca đó. Nó có hai quyển, chúng tôi quên không có nhớ cái. Có một cái vị mà họ học rồi họ làm cái teaser đó, nó teaser để ra trường doctor đó, thì họ làm sự so sánh giữa Abhidhamma Mất Thạ Quý Pha Quý Ni và Abhidhamma Mất Thạ Phá Quá Đi Ca, tức là hai cái tập giải thích Abhidhamma Mất Thạ Sẵn Cái Hạ đó, tức là giải thích thông pháp tập lý luận đó, chứ không phải là nó không phải bình thường đâu nha. Nhưng điều tại vì thường thường người ta không có dịch ra, còn mình là người quốc là Bali dở nên mình không có để mấy cái đó thôi, chứ còn mấy người thật đàng hoàng ta đều biết mấy cái quyển đó, chứ không phải dễ dàng như mình nghĩ đâu. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho con biết được tín hiệu ạ. Dạ con không biết là đạo hữu tu học Phật pháp còn thắc mắc gì không ạ? Dạ con có một câu hỏi của bạn đạo. Rớt nét rồi. Dạ mọi người nghe âm thanh của con không ạ? Hello. Dạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con có một câu hỏi của một vị đạo bạn đạo gửi nên con xin đọc ạ. Kính thưa ngài, từ lúc phát nguyện đến lúc trở thành Tam Tạng pháp sư, chúng con phải tu học và hành như thế nào? Kính xin ngài chỉ dạy ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy, chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Huyền Giả, kính thưa chư quý vị. Không biết làm sao mà cô Nguyên Trang mỗi lần nói chuyện với sư cái thỏ thẻ vậy, sư nghe không có được. Mà chỉnh lại âm thanh này đọc lại đi. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con không biết ngài có nghe được âm thanh con không ạ? À? Con xài cái earphone. Dạ con hy vọng là ngài nghe âm thanh của con rõ ạ. À. Dạ cái này con mở maximum rồi. Nếu mà ngài không nghe rõ thì dạ rõ hơn. Dạ con cảm ơn ạ. À. Dạ kính thưa ngài, con xin đọc lại câu hỏi ạ. À. À, kính thưa ngài, từ lúc phát nguyện trở thành Tam Tạng Pháp Sư, chúng con phải tu học và hành như thế nào? Kính xin ngài chỉ dạy ạ. À. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bố Thầy giá kính bạch chư tôn nguyện giả kính thưa chư quý vị. Cái việc đầu tiên là phải học Pali để nói cho nó rành đi. Chúng tôi cũng không có kinh nghiệm về cái việc mà để trở thành Tam Tạng Pháp Sư, nhưng mà chúng tôi hồi lúc ở Miến Điện và theo thì có mấy ông sư đó ông làm gì đó. Thì ông nào cũng nói tiếng Pali được đó, nói miệng giống như mình nói thôi, nói nhau vậy đó. Rồi cái mình mới bắt đầu mình ghi danh để mình thi. Thì bây giờ mình thích cái bộ nào, ví dụ như tiểu bộ kinh, thì bắt đầu đó là đọc chừng nào thuộc lòng rồi, cứ mới nhờ cái người khác dò dùng để mình đọc có trúng giọng sai giọng hay không. Thì Tam Tạng Pháp Sư ở Miến Điện nó khó lắm quý vị. Chỉ cần đọc mà nó gõ cái beng là biết mình đọc sai. Gõ lần thứ hai biết được sai, gõ lần thứ ba là đi ra chứ không có năng nỉ gì đó. Mà quý vị biết cái bộ Tam Tạng đó, nó tới 22.000 trang như vậy đó mà không thuộc lòng như vậy đấy rồi thi nó mà thường là họ thi từng tạng chứ đâu phải thi lần Tam Tạng đâu. Thi lần từng tạng nó rốt cuộc mới thi được Tam Tạng. Thì bây giờ quan trọng nhất là phải học tiếng Pali đi, học nói trước. Mà có cái gì chúng tôi xin đóng góp riêng để cho quý vị thấy tại sao mình học Pali dở. Hay là học cái gì là học ngôn ngữ mình dở. Tại vì chuyện đầu tiên là mình học nó không có đúng theo cái quy trình của nó. Bởi vì mình đi ngược chiều là sao? Đa số chúng ta đó là học là cái vô cái là học văn phạm trước. Là cái chuyện đó là nó sai cái nguyên tắc của nó. Tại sao sai nguyên tắc? Quý vị thấy con nít đó. Không có đứa nào mà bắt đầu tập nói mà ông già bà già nó dạy văn phạm cho nó. Dạy nó nói trước đi. Rồi lên nó nói cho đã rồi. Khi nào nó nói thông thuộc, nó vô nó đi học ngoài trường ngoài, tao mới dạy cho nó văn phạm. Còn mình vô chơi cái văn phạm trước là nó nổi nhiều đủ quá thở rồi khỏi đọc luôn. Mỗi lần muốn đọc cái gì đó, nó gõ trong đầu ra coi cái chữ này nó thuộc loại nào rồi ráp dần rồi này kia xong ra mình cứ cả lắm hoài mà không có khả năng tiến bộ vậy đó. Em đó là tại vì mình nằm ngược chiều. Giống như cái gì nào mà qua tị nạn ở trong trại tị nạn thời về Di Bản là biết á. Mình lật quyển sách từ nẻo qua ly của Lê Bắc Công ra mình học thiền chữ rồi mình tới cái chỗ người ta dạy đó để dạy học qua ly văn phạm rồi kêu ông sùng. Có gì thấy con nít nó đâu có học như mình đâu. Nó nghe bao nhiêu là nó sổ rồi hết. Chỉ cần hỏi nó câu hao du là nó phải thank you, nó làm cho một tràng bao nhiêu chữ trong đầu nó ra hết. Mà sau này nó nói tiếng Anh giỏi hơn mình. Sau khi mình học cho đã đời mình nói trật hoài. Đó. Thành ra học thi Tam Tạng vậy là học. Nói trước, nói tiếng Bali trước. Học vậy đó, vô học cũng thầy nói. Rồi sau đó rồi cái mình học thuộc lòng nhóm mình đọc cho nó tụng đàng hoàng rồi mới bắt đầu nghiên cứu cái Bali lại để coi cái gốc rễ nó như thế nào, chữ này phải nằm đó nó như thế nào nó mới được. Chứ còn bây giờ mình vô mình lo mình học văn phạm trước rồi già rồi khỏi có thi khỏi làm vậy đó, thì cứ bảo họ tập vậy đó. Còn nếu không thì họ qua ở gần cái chùa nào mà có mấy cái gì mà Tam Tạng Pháp Sư đó, họ tối sáng từ chiều tối là họ rảnh họ tụng họ tôi quên. Ở Yangon nó có chùa nó gọi là bên Chà Ni Ca Giá Thambo đó, là mấy ông sư trong đó là thuộc tạng kinh đó, ngũ tạng ngũ bộ trong tạng kinh đó. Có ông thì thuộc bộ trường bộ kinh, có ông thì thuộc ấy, hoặc là có ông thì thuộc tiểu bộ kinh vậy đó. Rồi chúng tôi mà ở bên đó tôi lâu lâu hay bò tới để
tại mấy ông kia, ông chỉ ví dụ mình đang hành đó, mình cho bí vô nào mình không biết nghĩa làm sao đó, cái biểu vô đó, vô trong đó nói là hỏi vị nào mà giỏi về cái bà cái bài kinh đó hay cái bộ bộ đó, bộ trường bộ kinh đó, thì có người ra là nội đó là quý vị thờ hỏi ông ta không có bí đâu nhờ. Thì học như vậy thì tới từ 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 lên mới ra được, chứ còn mình đừng có bao giờ mình nghĩ rồi cái này dễ à, rất là khó quý vị. Chúng tôi biết ở bên bên Thái có hai ba vị gì đó đi qua ở bên ấy để tính tính học vậy đó, nhưng mà qua ở mà mười mấy năm luôn, cái tụng tụng tới tụng luôn cái rớt, tụng tới tụng luôn cái rớt, mà hiểu chưa, chứ không hiểu gì được, thuộc mới hiểu từ bài kinh đàng hoàng chứ. Thì phải phải chiết tự được, chiết tự ví dụ như bài kinh nó nghĩa vậy, nhưng mà chữ này nghĩa vậy, chữ này trong trường hợp này nghĩa vậy, nghĩa chiết tự hết không, nó khó lắm. Thành ra tôi nói họ tôi đi học để hành, hành đủ để hành thiền minh sát là thấy đời sau nó phay phả được rồi, hoặc là ngay cái kiếm này cũng có thể phay phả, còn lo mà muốn làm tam tạng pháp sư mấy ông đó học nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải mình bây giờ mới bắt đầu thì không có là nam mô bích thầy vậy. Nam mô Bích Thay dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Và con dạ sa thú bàn tay của Xích Hà Nguyên Trang kính gửi ích lại cho Xích ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Lễ Tông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con hỏi về Paramita, cái 10 Ba La Mật, thưa Ngài. Thì con có nghe một số sư giảng là cứ Ba La Mật nào thì cứ hành đi, không cần thiết phải... chứ nguyện một cái 110 cái ba la mật, nhưng mà có những vị thì lại dạy là phải nguyện một, nhất thiết là phải nguyện một cái ba la mật để mà hành theo từng kiếp, trong nhiều kiếp để đạt được đạo quả. Mà rồi con cũng có nghe nói là không cần thiết cứ nguyện khi mình làm một việc thiện nào thì cứ nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn. Thì con rất là thắc mắc, con không hiểu cái vấn đề đó, có thể ngài có thể giảng dạy cho con rõ hơn. Dạ con kính tri ân ngài trong trang mắt này. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn dạ, kính thưa chư quý vị. Bây giờ phải học cho biết là 10 cái ba la mật nó là loại nào như thế nào, thấp như thế nào, trung như thế nào, cao như thế nào. Bởi vì mọi mình làm một cái việc đó, thường thường nó có ba bốn cái loại đó nó trong cái công việc đó. Ví dụ như bố thí rằng có thể là bố thí, có thể là có trí tuệ, hoặc có thể có chí nguyện, bốn trong cái nó đi chung nhau. Bởi vì thường thường nó trí tuệ ba la mật thường thường nó dính hầu hết các loại ba la mật khác. Bởi vì nếu mình không có trí tuệ mình nguyện nhiều khi mình làm trật lên trật xuống như mấy rồi đó, nhưng mà khi mình làm cái gì đó mình dùng cái đó để nguyện thôi. Nhưng mà mấy cái khác thì nó cũng dính vô đó, chứ không phải là nó không có dính. Nó nhớ chuyện đó. Mình ví dụ mình làm xong cái mình nguyện cái phước bố thí này là duyên để chúng tôi chấm dứt được phiền não ngủ ngầm. Nhưng mà bên cạnh đó nó có nhiều chuyện nữa mà không, mấy kia thì không cần nguyện. Khi nào cái nào nổi bật nhất trong những trong cái nhóm mà mình đang hành mà nó có mặt chung đó, thì cái nào mình đang làm chánh thì mình dùng cái đó để mình nguyện. Nhưng mà chắc chắn mấy cái khác nó không đi theo, chứ làm sao không đi theo được. Bởi vì thường mình nguyện mình đâu phải do cái sự bố thí này không, do cái phước mà chúng tôi đang làm đây, thường mình nguyện cái phước hãy là mối duyên lành để đưa chúng tôi tới sự chấm dứt phiền não ngủ ngầm nội tâm. Thì do cái phước chúng tôi đang làm đây, cái phước đó nó có nhiều loại, có thể là bố thí, có thể là chí nguyện, rồi có thể là trí tuệ, hoặc có thể là từ ba la mật chẳng hạn. Thế nhiều chuyện lắm chứ đâu phải không chuyện. Thành ra mình phải học hết 10 là 10 loại để mình biết. Thành ra khi mình làm cái gì nó dính bao nhiêu loại đó. Nhưng mà mình dùng cái loại chính để mình nguyện.
đó, nhưng mà mấy cái loại kia thì nó cũng đi theo chung cái đó. Ví dụ như bây giờ mình đi học ngoài đời như vậy, mỗi một cái môn học nó có nhiều môn khác nhau, thì nếu mà đâu có cái nào cũng là 100% hết đâu. Chỉ cần cái nào nó trên trung bình, nhưng mà có cái nó cao nhất trong cái môn cái chánh mình, ví dụ băng A, băng B, băng C, băng D gì cũng chùm, thì những cái đó cái môn chánh đó rồi phải cao nhất, thì mình làm phước mình cũng làm giống vậy, cái mà cao nhất đó, mình dùng cái đó để mình nguyện. Nhưng mà mấy cái kia nó cũng vẫn đi theo chứ không phải là nó không đi theo. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy Xích Hà đã sa thú ạ. À. Dạ cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi, quý cô chú có thể chat trên màn hình con sẽ đọc câu hỏi, hay là quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. À. Dạ con kính mời ạ. À. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có một câu hỏi của bạn đạo ạ. À. À, kính thưa sư, gần đây chúng con có cơ hội cúng dường các vị Tam Tạng Pháp Sư bên Miến Điện. Chúng con có thể phát nguyện rằng, nguyện cho con cũng đạt được sự thành tựu về Pháp học như các ngài. Nguyện này có thể thành tựu như ý nguyện không thưa ngài? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ, à, để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bố Thà, giả kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư quý vị. Mình đang làm gì mà mình nguyện để thành tựu cái pháp học không hành đâu có được. Nên nhớ đó, mình nguyện là nguyện dựa theo cái mình đang làm. Thì mình dồn tất cả những cái nào, cái động lực mà mình, nó có theo mình đó, để thành tựu cái đó. Ừ. Chứ còn bây giờ, thí dụ như mình không học gì hết. Mình chỉ đi chùa, kinh cũng tụng, pháp học cũng học, rồi mình nghe người ta nguyện, mình nguyện theo sẽ thành được. Thấy không? Phải học cái nguyện là khi nào mình tạo cái động lực, cái phước báo cái này dựa vào cái động lực đó mình có nguyện mới được. Đó. Ví dụ như mình biết trong bố thí nó có nhiều pháp đó, thì mình thì khi mình làm cái phước bố thí không, mình phải nhìn xung quanh coi cái mình làm phước bố thí nó còn thêm cái gì đó, là nó khi mình nguyện thì nguyện nguyên cái chùm đó nó đều có năng lực, chứ còn mình không nghĩ tới nó chưa chắc. Đó. Mà thường là trong 10 cái loại ba la mật đó mình làm cái gì nó cũng dính nhiều, chứ nó không dính 4-5 cái nhiều hơn chừng. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu nó không tới nơi. Ví dụ như nét khẩm má barami đó, mình không biết nét khẩm má là gì, là mình lấy gì mà nguyện, thấy không? Đó. Nên nhiều khi người thường thường tiếng Việt mình mà dịch mấy cái kiểu đó, mình theo tiếng Việt là mình mệt lắm. Ví dụ như nét khẩm má dịch là xuất gia. Xuất gia tưởng là bỏ nhà đi đâu có được. Nên. Ly dục tức là ly những cái điều kiện liên quan tới dục, chứ không phải là ra khỏi nhà. Tàu thì nó có cái câu ngũ dục phi gia. Tức là mình hằng ngày mình sống với tham sân sắc thinh hương vị xúc tham lam sân hận si mê đồ này kim sùm đó, khi mình ly là ly cái đó. Chứ không phải mình ra khỏi nhà là ly gia, nên nhớ chuyện đó. Đó. Chứ là nó phải biết là mình nguyện mới được. Nguyện đó, nguyện để mình tẩy trừ những cái đó. Còn mình không biết mình nguyện là làm sao có năng lực đâu mà thành. Thấy không? Thành ta phải học trước để biết 10 cái đó là cái gì rồi mới tính sao được. Chứ còn nếu không biết thì khó lắm. Mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã giảng dạy câu hỏi cho chúng con được rõ ạ. À. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Hà, dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bố Thà, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sàng Khà, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Lưu Tông, ngài Trí Đức và đạo tràng. Dạ thưa ngài, sẵn vì nói về cái vấn đề paramita đó thưa ngài, thì tuần trước ngài có giảng cho tụi con biết là ở cõi người á, thì cái
cái điều kiện làm ba la mật nó nhiều hơn là ở cõi thiên. Và vậy nếu vậy thì theo con hiểu thì chỉ ở cõi người và cõi thiên thì mới có cái nhân duyên, có khả năng, có điều kiện nhiều hơn để làm ba la mật. Còn ở những cõi khác như cõi thú thì con nghĩ là làm sao mà có thể làm ba la mật. Thành ra con nghĩ là vậy, con không biết là có đúng không, thì con xin trao mic lại cho ngài giảng dạy. Con kính thưa ngài. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cõi nào cũng có thể, nếu mình đang làm rồi mình tiếp tục thì cõi nào cũng có thể tạo qua mật được. Bởi vì là nhớ Bồ Tát đó, sau khi thọ ký rồi vẫn đi xuống những cái con đường ác đạo như thường, chứ đâu phải là ngài không đi xuống nữa. Nên nhớ chuyện đó. Nghĩa là chỉ giới hạn một số cái cõi mà không thể tạo qua là mật được mà thôi, chứ còn những cái cõi bình thường, ví dụ ngài sanh lập mấy loại thú mà vẫn có thể tạo ba la mật được vậy. Thầy có chứ không, không có. Nhưng mà thường thường đó, tại sao người ta chỉ cho mình thấy là cái cõi người, bởi vì cái cõi người đó là mình dễ tạo ba la mật hơn mấy cõi khác. Tại cõi người là khổ có, vui có, này bao nhiêu chuyện. Còn thường thường mấy cái cõi trên, ví dụ cõi trên đó, thường thường là cái lạc nó nhiều. Mà cái ấy, thí dụ như mình nói cần mấy cõi trời gần mình đi đó, trên đó già nó đâu thấy đâu biết nó khổ đó. Bởi vì khi mà đổ mồ hôi ra sống như vậy đó, tự nhiên thấy cái nách mình có mùi là biết là sắp đi rồi, chứ làm sao mà được đó. Thì trong thời gian nó dễ, sự dễ vui nó nhiều hơn mấy chỗ khác. Còn mình ở dưới này nó phải nói cho mấy cái mùi đó là thường trực, thành ra mình mới ớn, mình không muốn ở nhiều. Với cái thứ hai nó tạo ba mật đầy đủ tất cả các loại thì chỉ có người thôi, do đó các Bồ Tát, thứ nhất là những người vừa Bồ Tát được thọ ký rồi đó, phần đông sanh về có người nhiều hơn. Dầu rằng cơ hội mà đi sanh làm ngạ quỷ cũng có, sanh làm những chúng sanh ở cõi khổ cũng có, không hay không, mà đều tùy theo cái ba la mật của ngài đang thiếu cái mô chỗ nào, ngài dựa vào đó để ngài mới sanh về những cái cõi đó để có thể tạo ba la mật tiếp tục được. Chứ còn nếu mà không thì thường là thường đa số vẫn nguyện cõi người. Tại vì mình nói thật sự mình muốn học Phật pháp mình cũng nguyện cõi người, chứ ví dụ như trong thời gian có đức Phật thì ngài còn có thể ngài lên các cung trời, hoặc là các đệ tử có thần thông lên cung trời. Chứ thời bây giờ đó, mình ở cung trời chỉ nước lén lén xuống nghe mấy sư tụng kinh thôi, chứ biểu mấy ổng là thiết, mấy ổng đâu thiết tiếng Bali giòn dẻo để cho mình nghe mình hiểu được, thấy không? Thành ra mình vào những cái thời nào cũng vậy, mình ở con người nó có nhiều cái tiện lợi hơn là mình ở mấy cái cõi vui sướng khác. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính tri ân ngài, dạ thưa ngài cho con hỏi thêm một câu liên quan đến cái ba la mật. Dạ thưa ngài, thí dụ như ở một vị toàn giác thì tùy theo cái hạnh nguyện về trí tuệ hoặc là đức tin hay là tinh tấn thì cái A Tăng Kỳ, cái hạnh tu nó lâu dài. Nhưng đối với một cái vị mà nguyện chỉ nguyện thinh văn đó, thưa ngài, thì cái thời hạn nó không cố định phải không ạ? Có nghĩa là không cố định là bao nhiêu A Tăng Kỳ hoặc là bao nhiêu kiếp, hoặc là ngay ở một cái vị sơ quả thì cái thời hạn nó cũng không cố định. Và con thắc mắc như vậy, không biết có đúng không? Dạ xin ngài có thể giảng rõ hơn cho con cái phần này. Dạ con kính tri ân. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị. Không có thời gian nào mà có sự cố định nữa đó nha. Quý vị nên nhớ, nếu mình dùng từ cái chữ gốc của nó đó, chữ Bali là sẵn khả giá là đếm được, mà sẵn khả giá là không thể đếm được. Mà mình âm thành chữ A Tăng Kỳ rồi, cái không biết mấy ông giỏi cỡ nào mà ông lấy A Tăng Kỳ rồi mấy A Tăng Kỳ mới đã nói không đếm được. Quý vị nên nhớ chuyện đó, không? Làm sao đếm được mà ấy. Còn con số 10 lý thường 140 diệm chùm là tính cái gì gì đó, là chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó không có cái sự hợp lý nào đó. Đã nói là không đếm được thì cái thời gian đó là tùy theo
Tùy theo cái phước mình nó tạo nó đầy chưa. Ví dụ mình nói là bình thường một cái vị nào đó con để cái vị tinh văn thường đi nữa thì khoái 10, 10 cái ba la mật hàng bậc hạ đó phải phải đầy đủ. Khi nào đầy đủ là đắc, chứ còn nói là bao nhiêu năm bao nhiêu tháng thì không thể nào lấy được đó. Nhưng mà để cho cái có sự phân biệt dễ hiểu, người ta mới nói là chờ chừng bao nhiêu đó kiếp ha. Ví dụ như mình nói là bậc sơ quả đi thì tối thiểu phải tạo ba la mật đầy đủ là khoảng 100.000 kiếp. Thì hỏi kiếp là gì? Kiếp là kiếp nó có nhiều nhiều tên cặp bạ, nó có nhiều thứ lắm, ngon thứ. Nhưng mà thường chỉ kiếp tức là một trái đất sanh diệt 100.000 lần vậy đó thì mới thành tối thiểu đó ha. Thì mình dựa vào một số cái điều kiện đó để mình biết thôi, chứ còn nói là đếm không được thì khó lắm ha. Nhưng mà cũng có những cái hạng thinh văn mà nó vẫn có cái khoảng thời gian nghĩa là nhất định chứ không phải không. Ví dụ như thinh văn mà là ngày Xã Điều Tạ hay ngày Mốc Phà La Ná đó, cái thời gian đó nó phải cao hơn mấy chỗ kia, nghĩa là cái thời gian nó gần bằng một cái vị độc giác chứ không phải giỡn ha. Chứ không phải ít đâu, nhưng mà bảo đảm là chính xác thì không ai biết được cái chính xác đó ha, không ai biết chính xác. Bởi vì mình nói là ví dụ trái đất của mình cũng vậy đó, mình nói tuổi thọ của trái đất dài ngắn khác nhau tùy theo cái nguyện hạnh của các vị Bồ Tát. Ta nguyện sanh ở cõi đất này, ta nguyện tất cả năm vị, ta nguyện từ kiếp nào mình không biết, nhưng về năm vị thì trái đất này chắc chắn nó phải lâu hơn cái trái đất có một vị hai vị chứ làm sao mấy được. Mà bây giờ hỏi từ lâu bao lâu thì không ai biết đó. Ngay cả của Tây Phương thì nói trái đất này có khoảng 3 tỷ năm, còn của Ấn Độ nó khoảng 5 tỷ năm. Bây giờ ở đó đánh tù thì ai biết được đâu, thấy không? Đó, thành ra mình đừng có để ý tới mấy cái đó. Mình muốn nguyện là nguyện chấm dứt phiền não cho chắc ăn đi, chứ không nguyện vô nhìn là thấy cái bậc thánh này ít, thành ra mình nguyện để mau đắc chưa chắc. Ít mà ở trong cái trái đất này thì hai trái đất thôi, mỗi một trái đất có năm vị Phật không đủ bá thảo được chứ làm sao vậy được. Anh nói đừng bao giờ để ý tới mấy con số đó. Con số trong thật của Đức Phật là tính kiếp không thôi, kiếp mà kiếp nó cũng đã không có con số chắc chắn rồi thì đừng nói gì đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thật là sa thú, tại vì có những cái việc tụi con không có hiểu. Dạ thưa ngài, hồi nãy ngài có nói là một vị mà thinh văn thường thôi thì phải tròn đủ 10 cái ba la mật. Khi ngài nói tròn đủ 10 cái ba la mật thưa ngài, có nghĩa là cái hạnh nguyện họ phải đi qua hết, coi như là tròn, là coi như làm đầy đủ hết cái 10 cái ba la mật thì họ mới được thành một vị thinh văn. Con đang nói thinh văn thường thôi đó. Dạ con xin trao mic lại cho ngài giảng dạy. Kính chân này. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hoàng giả kính thưa chư vị, phải đầy đủ chứ sao không đầy đủ được? Đầy đủ 10 cái ba la mật bậc hạ. Đó. Còn những cái vị khác thì có thể bậc trung, nhưng mà bậc thượng tức là 30 loại. 30 loại dành cho các vị Phật toàn giác. Đó. Còn về độc giác thì tối thiểu cũng phải hai chục đó. Nhưng mà hai chục không có nghĩa là những cái bậc khác, nghĩa là nó mình tính ba chục cái bậc thì mình tính là 10 bậc hạ, 10 bậc trung, 10 bậc thượng, thì cái tối thiểu phải 10 bậc hạ. Nhưng mà mình muốn có thêm một số cái gì nữa thì mình phải cộng cái đó lên chứ. Ví dụ như mình muốn được trong cái list là được cái gì, được nổi tiếng hay là được đứng đầu về cái trí tuệ hay đứng đầu về thuyết pháp này kia thì mình phải đi thêm mấy cái bao nhiêu loại bậc trung, bao nhiêu loại bậc thượng chứ đâu phải được, phải không? Chứ còn nếu mà nó không khác là thôi, chứ ai không đâu nguyện thinh văn mà có đệ nhất về trí tuệ gì, phải không? Nó phải có thêm cái này đi chứ. Nó cũng giống như mình đi buôn bán ở đời chứ không gì đó. Cái đồ tốt cũng phải thêm tiền cho mình thôi. Đồ tốt cũng bán bằng đồ dỗm rồi đâu có được. Thì cái này cũng vậy. Thì cái thời gian này để
được nghe mấy cái này nó phải về theo một số cái điều kiện của nó, chứ không phải mình nghĩ đâu nói đó là không có được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Sa thú xích hài đã có những câu hỏi rất là hay ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ, dạ ngài thôi sẵn câu hỏi của ngài xích hà, ngài cho câu hỏi ngài. Dạ thưa ngài, con thấy một cái như ngài giải thích là một kiếp á, là cho con nghe cũng quá trời quá đất rồi. Bây giờ mình chỉ muốn là mình tu tập như thế nào để mình có thể chấm dứt cái sanh tử luân hồi đó ngài. Cái đó là mình cũng phải vô đạo quả là sơ đạo, nhị đạo đồ này nọ đúng không ngài? Kính thưa ngài, không phải hình như là tu đạo quần, dạ mình phải đắc vô những cái đó xong mình mới chấm dứt sanh tử luân hồi đúng không ngài? Dạ kính thưa ngài, ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn là thôi bây giờ mình không có nguyện làm thinh văn hay là cái này cái kia, chỉ là muốn chấm dứt sanh tử luân hồi đó ngài. Dạ con xin xuống mít ạ, con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Nếu bậc mà chấm dứt sanh tử luân hồi đó thì phải là bậc tứ thánh quả chứ không có nói cái gì đó, nghe bậc A La Hán đó. Bậc tứ thánh quả. Thành ra mình muốn chấm dứt sanh tử mình phải đi tới đó thôi chứ mình đừng nói gì đó. Nhưng mà cái thời gian nó lâu mau đó là tại vì nhiều khi cái vị đó phải tạo ba la mật nó dữ dằn là ngài là bậc A La Hán mà nghĩa là toàn giác thì phải tốn nhiều hơn ta chứ. Nhưng mà này tốn gì, tốn thời gian, tốn công sức, tốn những cái thiện pháp mà mình phải làm nó mới được cái đó chứ. Còn nếu mà mình nói giống nhau đâu có được đó. Còn mình muốn tà đó giống như là mấy vị mà trong giáo pháp gì ở đấy đó, trong cái phẩm Bụt Lá Bành Nhất Tị Tế Nhân Chế Định nó có kể 11 vị thích có cái điều nó gọi là thích luân hồi, kể từ ngày đắc sơ quả cho tới luân hồi nghe hết. Nghĩa là thành ra cái vị đó thường thường là 7 kiếp thích luân hồi của vị sơ quả 7 kiếp. Mà quý vị biết là 7 kiếp mà quý vị ở cõi dục đó, thì 7 kiếp nó nhanh lắm. Nhưng mà quý vị lên cõi sắc giới đó, 7 kiếp đó, nó đã nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà lên ngũ tình cư 7 kiếp thôi chứ bá thở luôn, đâu có ít đâu. Thì tùy theo cái người đó khi mà hành đó, cái ước muốn là muốn biết cái chỗ đó như thế nào đó thì cái đó nó nhiều lắm đó. Nhưng mà trước sau gì cũng muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là phải đắc tứ thánh quả chứ. Nếu mà không tới tứ thánh quả thì đừng bao giờ hy vọng cái gì đó. Mà nhớ đắc tứ thánh quả mới có thể chấm dứt sanh tử luân hồi được. Còn nếu chưa đắc tới đó thì phải tạo ba la mật tiếp tục để cho lên tới đó thôi. Chứ cái đừng có tưởng đâu mình thấy giọng dỗm cũng có thể chấm dứt sanh tử luân hồi, là cái đó là tà kiến, không là Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã chỉ dạy cho con. Trời, cái này là vậy là phải làm thế nào là cũng phải tu chấm dứt sanh tử luân hồi không dễ. Dạ con biết rồi ạ, đường dài lê thê. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, kinh Chuyển Pháp Luân dạy rõ khổ đế là năm thủ uẩn, như vậy Phật và các bậc thánh A La Hán còn năm uẩn, nhưng không có năm thủ uẩn, vậy có khổ đế hay không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin túng xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị.
cho tới ngày nào mà vẫn còn hơi thở là đều còn khổ đế chứ sao không còn. Bởi vì cái trong cái câu đó nó cha thì bị thúc thả, cho ra bị thúc thả mà nằm bị thúc thẳng là, nghĩa là kể ra mười mấy hai hai chục cái loại mà nó khổ rồi đó. Thành ra cái năm khổ quẩn là cái của phàm nhân, nó trắng là của phàm nhân. Bởi vì thủ thì nó có hai cái chi pháp, một là tham, hai là tà kiến. Nó thành ra còn tham với còn tà kiến thì mình thoát khỏi bàn rồi, nhưng mà bậc A la hán thì không còn tham còn tà kiến được. Nhưng mà có những cái là mình không có chấp vào năm cái thủ quẩn, nhưng mà trước khi cái quẩn này nó có là nó nhờ vào sanh già bệnh chết rồi này kim trùng, thì nếu mà vẫn còn cái quẩn này không cần của bậc A la hán, ngài mà không có chấp thủ, ngài vẫn khổ chứ làm sao không khổ được. Đó. Cái khổ đó là thiên nhiên theo cái đó, còn mình đó là cái khổ của mình đó, là cái khổ của mình đó là nó do cái phiền não. Phàm nhân thường thường khổ nó do phiền não nhiều hơn là cái khổ của cái cơ thể. Còn ba lá còn cái khổ của cái cơ thể. Bởi vì khi mà mình có cái ngũ quẩn này là để chắc nó phải khổ, khổ gì sanh gì già gì đau gì chết chứ làm sao không khổ được. Đó. Nhưng mà cái khổ đó nó không có làm cho các vị đó ấy vào rằng mình coi trong trong khổ đế, trong tứ đế đó thì có những cái là nó không nằm trong cái khổ đế. Ví dụ như cái tâm siêu thế thì nó nằm trong cái phần khác nhiều phần lắm. Nhưng mà tại vì chúng tôi nói là tại vì cái huynh hỏi là hồi đó ta chưa có học di pháp, chúng tôi mới lấy cái câu đó ra để chứng tỏ rằng Đức Phật đã dạy di pháp ngay trong bài kinh đầu tiên rồi, chứ không phải là đợi tới sau này. Đợi tới sau này đó. Đó là những cái mà mình phải ấy. Chứ còn bậc A La Hán vẫn còn khổ đế, dù tập đế hết sạch cũng còn khổ đế chứ sao không còn. Tập đế là chỉ nói tới cái nhân trong cái tứ thánh đế thôi. Tập đế là nói cho tắng là cái nhân chung của đấy, nhưng mà trong nói riêng trong tứ thánh đế thôi. Còn những cái khổ khác đó nó có do một số cái điều kiện khác nữa chứ đâu phải không đâu, không phải không. Thành ra mình học cái nào mình phải phân biệt cái đó nó như thế nào, nó do nhân duyên như thế nào. Chứ còn có nhiều cái Đức Phật đâu có nói đủ đâu, rồi mình nói cái đó không có đâu có được. Thường thường nó có nhiều cái vị ngài không có nói nhiều, ngài nói ví dụ trong hình như trong không biết đó, tôi quên tên về kinh nào. Ngài nói xưa nay ta chỉ dạy tới khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ mà thôi, thấy không? Thì dĩ nhiên ai cũng có tới khi nào mình bậc A La Hán mà bà đi nếp hà ná thì mới hết thôi, chứ còn không phải bậc A La Hán thì vẫn còn như thường. Nhưng mà tùy theo mỗi bậc Đức Phật nói dài hay ngắn đều nói tới tứ thánh đế đó, chứ không phải là ngắn. Bởi vì cái đó là cái chuyện bắt buộc, nó con người ta cái mức đó là mức cuối cùng đó. Thành ra nhiều khi cứ gặp cái người thứ thiệt, ngài chỉ nói câu rất ngắn thôi, xưa nay ta chỉ dạy con cái khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt cái khổ đó mà thôi, chứ ngài đâu có nói nhiều. Còn như mình là ngài nói từ sáng tới chiều, ngài vẫn thấy mình cái mơ mơ màng màng hoài, rồi ngài mới nói nhiều. Cái phần khác này ngài đâu có không đâu mà nói nhiều vậy đó. Thành ra thường thường ngài nói thì ngắn, trong 45 năm trường ngày nói ngắn lắm. Thành ra sau này đó mình nghe một cái kinh mình không hiểu nữa, thành ra mình phải dựa vào chú giải, tức các bậc sau này người ta viết lại cho mình vậy thôi đó, thấy không? Chứ đâu có ấy đâu đó. Bởi vậy tùy theo cái người mà nghe ngài đó thì ngài thuyết dài hay ngắn. Thành ra hồi xưa cũng hên là mình không có gặp được ngài thì gặp được ngài, chứ ngồi cái buổi đi nghe câu kinh mà không hiểu vậy đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Đạo hữu tu học Phật pháp, cho Nguyên Trang hỏi một cái nha, trước khi Nguyên Trang quên.
Rồi Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi của đạo hữu ha. Dạ, kính mong đạo hữu hoan hỷ. Dạ, kính thưa ngài, khi mà mình donate blood đó thầy ngài, mình hiến máu, thì cái đó đó ngài, cái đó là bậc trung hay là bậc bậc thượng vậy ngài? Dạ, con kính nhân bích cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con ạ. Dạ, con xin xuống bích ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nói chung chung cái việc ngoại thân là bậc hạ, liên quan tới thân mà chẳng có dính dấp đến mạng sống là bậc trung, mà liên quan tới mạng sống mới là bậc thượng. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Sa thú, Anuratha, Bappe, từ trước, cha hằng, Anuratha, Etarahicha, Dukkhan, Chê quá bành nhà, Bê mi Dukkhas, Sachat Nidro thằng, lành thai, Anuratha, này Anuratha, từ trước cho đến nay Như Lai chỉ tuyên thuyết về khổ và diệt khổ mà thôi. Đoạn kinh này dạy tất cả lời dạy của Đức Phật đều là dạy về tứ thánh đế. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tất cả lời dạy của Đức Phật, dầu công tắc hay là nói rộng ra đi nữa, thì cũng chỉ dạy cái phần mà từ đầu bắt đầu mình học được pháp cho tới chấm dứt cái cuộc đời này thôi. Thì bắt đầu ngày từ đầu đó thì cái đó tùy theo, nhưng mà dạy tới khi nào ngài dạy chi tóm tắt tinh tế là biết cái vị đó nghe xong là đắc. Còn như mình thường thường là khó lắm. Thành ra thí dụ như chúng tôi nè, là nhà sư vô Đức Phật dạy gì kê xả luôn mà ngài dạy cho tóm tắt con đường là mà có ba đoạn, tức là giờ sĩ lá thí chị tạ thí bình bình nhà sĩ khả đó à, đường đó ta có bởi ba đoạn, nhưng mà cái đoạn cuối cùng thì ngài không có nói, nhưng mà ngài chỉ nói là có đoạn đầu. Dầu rằng cái đoạn đầu đó đừng tưởng là kê xả lô ma nó cả thanh ta tại chỗ là không đi tới cuối cùng, vẫn đi tới cuối cùng như thường, nhưng mà cái cuối cùng đó là chưa chắc chắn à. Còn cái vị nào mà nghe ngài lọt vào dũng trí của ngài đó, thì cái bài kinh của Phật dòng ngắn đi nữa thì cũng nói tới cái một hay là hai điều của tứ thánh đế đó, chứ không có gì đó. Ví dụ như cái vị này là quý vị biết là núi ra thá lại à, thành ra ngài chỉ nói ngắn là chi thiện thứ việc khổ và con đường diệt khổ mà thôi là vậy. Cũng giống như là ngài dạy cho cái đám ở xứ Cù Rú đó, ngài chỉ dạy thiền tứ niệm xứ thôi, nhưng mà đó cũng là nếu mà đi ra đúng đường thì từ đó nó cũng đưa tới tứ thánh đế, chứ làm sao không đưa được. Dù rằng ngài chỉ nhấn mạnh về phương pháp niệm mà thôi, nó nhớ chuyện đó. Nhưng mà vẫn đi tới nơi như thường là nó, mà đừng ngạc nhiên mấy cái đó, tại vì ngài nói là nói theo cái bản chất cái tiền nghiệp của cái chúng sanh ngồi nghe, chứ ngài không có nói một bài cho chung tất cả mọi người, không có đâu. Bởi vì mỗi chúng ta tới với ngài nó có rất nhiều, tại sao Đức Phật mỗi ngày buổi sáng với buổi tối đó, buổi sáng ngài rải dòng trí ngài một lần, rồi buổi tối ngài rải thêm lần nữa, có ai lọt vào dòng trí của ngài mới được cái cơ hội đó mà thôi, chứ còn mình là không có lý do không có lý do, tại vì ngài rải vậy đó mà mình vẫn mà tránh được cái dòng trí của ngài đó là biết mình thứ thiệt rồi, chứ không phải là thứ giả, thứ thiệt rồi. Ngài rải vậy đó mà không có dính là biết thứ thiệt rồi. Chứ nếu mình thi giả là cỡ này khỏe re rồi ngồi cười cười rồi, chứ đâu có
Đấy, ngày nào cũng lên gâm học thì đều tóc trên đầu nó rớt xuống nhiều hơn tóc còn ở lại mà cũng chưa thấy gì hết. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh. Dạ dạ không biết đạo hữu tu học Phật pháp còn thắc mắc gì không ạ? Dạ trong khi chờ đợi dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Hay là quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con sa thú huynh Giang Nhất Hạ, dạ con xin đọc câu hỏi của Quanh Phan ạ. Nguyên Trang xin sám hối nha. Kính thưa ngài, một người khi hành thiền quá lâu, ngài họ giác ngộ ra được chân lý của Đức Phật, vậy nếu người nghe pháp Đức Phật giảng, họ có thể giác ngộ được không ạ? Con kính tri ân ngài. Dạ dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Người mà nghe pháp Đức Phật thì có thể giác ngộ được, với điều kiện người đó phải thuộc là hai cái hạng đầu trong bốn hạng mà có thể đắc đạo quả được. Tức là có tỷ tinh nhu với quý vị tinh nhu. Và cái điều là quý vị nên nhớ cái điều đó là cái người nghe pháp đó, giác ngộ dễ hơn là cái người đang nói pháp. Thành ra mấy ông sư hay là giống như chúng tôi mà lâu lâu lên ngồi nói pháp cho quý vị nghe đó, không có cơ hội đắc. Nhưng quý vị ngồi nghe đó, nếu biết cách nghe vẫn có cơ hội đắc nha thường. Quý vị thấy nó rất là kỳ phải không? Còn cái người mà nghe Đức Phật thuyết rất phần đông là không có đắc gì hết. Hằng ngày đó Đức Phật cùng hàng ngàn chư vị thánh tăng đi tề bình xong rồi cái phúc chúc hay được ta mời tới rồi các ngài cũng phúc chúc. Mình nói phúc chúc mà nói nghe theo đời cho vui chứ, ngài nói một bài pháp ngắn. Nhưng mà thường thường là không mấy người, ngay cả người ở cõi thế là không có mấy người đắc hết. Nhưng phần đông là người ở cõi trời họ đắc nhiều lắm. Họ xuống họ nghe cái là họ có khả năng họ đắc. Còn mình thì không có. Thành ra quý vị, chúng tôi nói hoài quý vị đó, nguyện gặp Phật để làm gì? Đó, có nhiều người hồi thời Đức Phật đó bao nhiêu, biết bao nhiêu người để bắt hàng ngày. Ngày nào cũng gặp với Đức Phật đó. Mà đâu phải gặp Phật là được nghe pháp ngài rồi đắc đâu. Nhiều khi nghe cũng đâu hiểu gì đâu. Đó. Mà quý vị đừng có sợ cái chuyện mà gặp Phật hay không gặp Phật. Quý vị học đầy đủ đi rồi Đức Phật nào ngài cũng dùng cái giọng trí của ngài để ngài quét sáng lần tối lần, quét thấy động trúng mình à. Còn mình chưa đủ duyên nghiệp để đắc đạo quả rồi đó, ngài có quét cỡ nào cũng không có trúng mình đâu. Đừng có lo. Nên bây giờ có thời gian này đó, hạ thủ công phu học càng nhiều càng tốt đi. Tại vì mình không biết mình thiếu chỗ nào, dư chỗ nào. Thành ra có bao nhiêu Phật pháp được lưu truyền ráng bỏ túi, càng nhiều càng tốt. Lâu lâu lên rung này hoặc là vô chùa đó, thấy ông nào khá khá ra móc túi ông, móc cơ nhiều tốt. Chứ đừng có dân cúng nãy chú nguyện gặp Phật để kiêm sùng, gặp vô ích. Mà gặp Phật cũng có nhiều loại lắm. Ngay cả Bà La Môn cũng ít nhất cũng hai, ba loại khác nhau. Người theo đạo Bà La Môn xưa đó, gặp Phật với sự kính trọng cũng có, gặp Phật với sự khinh bỉ cũng có, gặp Phật để tính hại ngài cũng có. Thành ra mình đừng đừng có nghĩ cái chuyện đó là không thể xảy ra với mình, vẫn có thể xảy ra như được. Thành ra giờ ráng học Phật pháp nhiều để mình làm một căn bản. Sau này lỡ không gặp được Đức Phật, ít nhất gặp các bậc tinh văn đó, họ nói câu hai câu rồi mà ít nhất là mình cũng có thể thẩm thấu được những cái gì đó. Chứ còn bây giờ mình không học
lúc đó mà lỡ gặp Phật, lúc đó không biết còn Facebook hay không, chứ gặp Phật xin được chụp hình với ngài một bô đưa lên Facebook chứ chẳng làm gì. Mà còn gặp ngài tệ hơn, giống như Đề Bà Đạt Đa, hay là tệ hơn, giống như nàng Chim Cha rồi này kia, xong rồi còn chết sớm nữa, thấy không? Thành ra cái ráng cố gắng móc túi, mấy ông nào có giỏi giỏi Phật pháp ráng móc nhiều đi, rồi về nhà nghiền ngẫm. Nhiều khi trong cái thời gian còn 2.500 năm nữa, mình giả từ cái cõi đời ô độc này không chừng. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ con kính lãnh lễ quý ngài, kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con đã thấy xích quanh phan sa thú sa thú. Dạ kính tri ân ngài. Sorry xích xích quanh nha. Dạ sa, kính cảm ơn huynh Giang Nhất Hạ đã post lại câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ thầy có. Dạ Nguyên Trang thấy bàn tay của xích Hà. Dạ Nguyên Trang kính mời xích Hà ạ. Dạ Nam mô Bích Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sần Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, ngài cho con câu hỏi. Câu hỏi con có nghe các vị khi hồi hướng nói rằng hương linh xin hồi hướng hương linh, thì con không hiểu cái chữ hương linh là gì, mà con rồi con nghe lại là xin hương linh quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì con cũng không hiểu luôn. Tại vì theo con học á, thì cái một cái kiếp mà nó khi tử thì nó tái sanh ra thành một cái kiếp mới, thì cái hương linh ở đây thì ám chỉ vào cái gì thưa ngài? Dạ, con xin trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó thì chúng tôi cũng không biết. Nhiều khi cái đó là hương của khói nhang cũng chứ. Cái chuyện mà cái người chết rồi cho quy y là cái là chuyện đó, là cái chuyện mà chỉ có mấy người tu theo chệt mới thấy mấy cái đó thôi, chứ còn Phật giáo thì không có cái đó đâu. Không có cái đó. Bởi vì mình muốn mà quy y với Phật nó phải có một số cái điều kiện. Ít nhất là mình không giỏi tiếng Bali, nhưng mình cũng phải biết chính ăn Đức Phật là gì, chính sáu ăn Đức Pháp là gì, chính tăng là gì. Tại vì quy tâm bảo là mình quy những cái ăn Đức đó, chứ mình đâu có quy Phật đâu. Phật bây giờ là ngài đã không còn nữa mà làm sao quy ngài được. Thành ra quy cái ăn Đức của ngài, thấy không? Đó. Rồi đi ngài truyền lại giáo pháp cho mình để học hỏi theo, thì cái giáo pháp đó nó có cái ân đức của nó rồi quy. Còn người truyền lại những cái điều mà mình nghe từ miệng Đức Phật hồi xưa mình không có cầu nghe trực tiếp, thì họ truyền lại đối với Tư Tăng bây giờ, truyền lại cho mình, thì nhất mình phải hiểu trên chính ân đức của Tư Tăng là gì, thì mình mới có khả năng để mình trở thành cận sĩ nam một sư nữ trong giáo pháp này được. Chứ còn nếu mà quý vị tới nơi nào đó mà cho quy y bằng cái ngôn ngữ địa phương đó, nó cũng không có thành. Nhớ cái chuyện đó. Nó nhớ cái chuyện đó. Bởi vì cái lý do mà ngoài đời cũng vậy đó. Quý vị ngày quý vị mới tới Mỹ, quý vị có thể nói tiếng Anh không có giỏi đâu. Có thể giỏi nhưng mà thường đa số không có giỏi. Nhưng quý vị thi vô dân Mỹ được là tại sao? Tại vì quý vị biết một số cái điều kiện bằng tiếng Anh quý vị nói ra. Ví dụ hỏi ông tổng thống hiện thời tên gì, họ nói tiếng Anh chứ họ đâu hỏi tiếng Việt. Quý vị không có biết căn bản tiếng Anh sao quý vị trả lời được đó. Thành ra quý vị muốn được vô Mỹ nhất cũng phải biết, nghĩa là cái tối thiểu của một số cái điều kiện đó đó. Để thì bây giờ ông nhà Mỹ thì không có cần giỏi Bali nhiều đâu, nhưng nhất phải học rõ ràng để hiểu nghĩa cái đó là cái gì, chính ân Đức Phật là gì, chính Đức Pháp là gì, chính Đức Tăng là gì. À, thì mà thấy cái thứ hai đó, cái lời mà xin để được thọ trở thành cử sinh nam một sinh nữ đó, không? Là phải xin bằng tiếng Bali đàng hoàng, chứ là bởi vì Đức Phật ngài đâu có nói tiếng Việt, đâu có nói tiếng Tàu đâu, mình nói theo tiếng Tàu tiếng Việt được.
mới dùng ngôn ngữ của ngài. Còn bây giờ đa số là tụng kinh mà cái tiếng ngôn ngữ dịch ra cái chuyện đó không có đúng, tại vì kinh đó, mình dịch ra để mình hiểu kinh chứ không phải dịch ra để tụng. Mình nhớ chuyện đó, quý vị nên nhớ những cái chuyện mà cần phải nhớ. Nó quý vị dịch ra rồi quý vị tụng đó, là để làm gì chúng tôi không rõ, nhưng mà nếu quý vị dùng cái đó là cái phương tiện, quý vị đọc Pali rồi mình dùng cái ngôn ngữ phương tiện mình tụng thêm để cho mình hiểu rõ ràng hơn thì cái chuyện đó không có sai. Nhưng mà chỉ tụng cái lời dịch của ai đó ra không thì cái đó là chắc chắn là phải không có chính xác rồi, không chính xác. Cái điều quan trọng nhất quý vị nên hiểu là dịch ra để hiểu kinh chứ không phải dịch ra để tụng. Đó. Thành ra những cái điều căn bản mình phải ráng học để khi mà mình muốn trở thành cư sĩ nam cư sĩ nữ làm cho nó đúng rồi mình mới trở thành cư sĩ nam cư sĩ nữ được. Chứ còn mình không trở thành cái tối ngày cứ đi nhắc ma người ta Phật tử này Phật tử nọ không biết đây làm gì, không thành ra từ đã tới nghĩ lại cho nó đúng là cho nó đúng thì phước nó có, còn làm nó không không đúng mà nghĩ mình được về được kia đó thì cái đó là mình gieo thêm cái nghiệp xấu chứ chẳng có lợi gì cả. Mà nhớ mấy chuyện vậy đó chứ không có, đừng có nghĩ rằng ôi tụng tiếng Việt cũng được chứ không nhầm gì đó, là muốn ai đặt ra cái gì tụng theo đó. Quý vị muốn biết đối với cha mẹ đã quá giảng làm gì, quý vị vô động trong bài kinh Thi Ca Lao Việt chú giải hoặc là bài kinh 38 pháp an lành của tiểu bộ kinh đó, chú giải giải thích cái đoạn mà ba ta ma ta bị tụ bạch thả năng nghe tâm măng cái lúc bút măng cùng dưỡng cha mẹ như thế nào để là cái nhân đưa tới phước lành cao thượng đó là phải học đàng hoàng, chứ còn không mình cứ làm sai hoài. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, ngài cho con hỏi thêm một câu hỏi. Con đọc trong, con vẫn thường hay tụng cái ân đức tăng bảo sang gá vu ná. Thưa ngài, thì con thấy trong cái lời dịch đó thì nói thinh văn đệ tử của Đức Phật, thì con đọc thì con thấy toàn là những vị thánh tăng đã đắc đạo quả, thì đây là nói về hạ.
Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy huynh Giang Nhất Hạ sa thú kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Xích Quanh Phan ạ. Kính thưa ngài, trong 10 ba la mật bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xã, vậy 10 ba la mật trong đó có xuất gia bắt buộc phải xuất gia tu luôn hay xuất gia gieo duyên có được không ạ? À? Con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn Xích đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, chứ xuất gia đây không có nghĩa ra khỏi nhà, chúng tôi nói rồi nãy đó. Chuyện này khâm má đây tức là bỏ ly hay là xuất là ra đó. Chỉ gia đây là chỉ cho ngũ dục. Đó, xuất gia là ly ngũ dục chứ không phải là bỏ nhà. Có nghĩ xuất gia bỏ nhà cái đó là ly ngũ dục. Thành ra mình cố gắng mình nguyện để mình ly ngũ dục trong thời gian mình giữ giới, trong thời gian gì hay làm gì đó thì mình cũng phải bỏ đó. Thí dụ như tại sao mà theo các nước theo Phật giáo truyền thống á, sinh thọ bát giới là nó bắt vô chùa ở chứ không cho ở nhà, sáng sớm rồi vô là về, sáng sau trở về là vậy đó. Tức là vô đó mới có thể ly từ những cái điều mà Đức Phật đã cấm đó. Cho nên thành ra xuất gia đây không có nghĩa là bỏ nhà, mà ly là ly ngũ dục. Đó, nãy chúng tôi có dẫn chứng cái chệt nó hay nói ngũ dục phi gia là vậy đó. Đó, ngũ dục giống như nhà nó mới dịch thành chữ xuất gia là vậy thôi, không phải là phải tu. Đó, xuất gia có nghĩa là tu vậy đó. Xuất gia là chỉ là một hình thức ly dục thôi chứ không có phải là để ra khỏi nhà. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Quanh Phan, dạ kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn Xích đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ thời gian thì con thấy chỉ còn lại có 22 phút nữa thôi ạ. À. Dạ thời gian không còn nhiều nữa nên con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. À. À, dạ thưa ngài, tuần trước thì có một người bạn đạo hỏi con mà lúc đó hết giờ rồi đó ngài. À, khi mà một vị mà cũng như là người ta nguyện thành chánh đẳng chánh giác hay là thinh văn gì đó ngài, thì khi ngài nói là phải thọ ký thì con kính thỉnh ngài, ngài có thể giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn về thọ ký không ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, thọ ký là được cái vị Phật nào đã chứng nhận là sau này sẽ trở thành Phật chánh đẳng chánh giác trong thời nào? Thứ hai như đức Thế Tôn, đức Phật của chúng ta đó, thì vào cái thế hệ 4 ngàn thần kỳ trong mình để kế về trước đó, đều cái vị Phật thứ ba trong cái cặp đó. Trong thời ngài được thọ ký, cái cặp đó có bốn vị Phật, bốn hay ba gì đó, thì cái vị Phật thứ ba là Phật Đi Băng Cà Đá, mình dịch là Phật Nhân Đăng đó, thọ ký cho ngài là cái lúc mà cái vị Phật đó đang đi đó, thì người ta đang làm cái con đường, nhưng mà tới cái chỗ mà cái lỗ hổng sâu mà làm chưa kịp đó, thì Bồ Tát lúc đó, đó là mới tình nguyện để làm cầu, tức là nằm ngang cái chỗ đó để ngài kia đi qua. Thì ngài đó ngài đi, nhưng mà càng không cho đệ tử ngài đi, tức là mấy vị thánh đi theo đó không được đi qua. Rồi sau đó ngài mới tuyên bố là cái vị này bốn a tăng kiện trong ngàn đại kiếp thì sao sẽ trở thành Phật chánh đẳng chánh giác tên là Khô Tâm Ác. Nói được thọ ký vậy là được thọ ký. Còn nếu mà mình hành hoài mà không thấy gì Phật nào ngó lui cũng không thọ ký vậy đó, thì cứ tiếp tục đi, tiếp tục dạy tăng kỳ nữa. Nghĩa là mình muốn tới cái nơi nào đó đều phải có bằng chứng chứ đâu phải.
Hay nói vị Phật đầu tiên mà họ ký cho ngài đó là Bốn A Tăng Kỳ, một trong ấy là Đức Phật Diên Đăng, đi bằng cà đá, Đức Phật đi bằng cà đá. Đi vô trong cái list mà 28 vị Phật là sẽ thấy. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã giảng dạy câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Xích Phố Biển Quy Nhơn. Kính bạch ngài, câu cứu một mạng người bằng xây chín ngôi chùa có đúng với tinh thần Phật giáo không thưa ngài? Dạ kính cảm ơn Sis đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị đó. Cái chuyện này là không có trong kinh điển, là chúng tôi cũng không thấy. Nhưng mà nói cứu một người nào đó bằng xây chín ngôi chùa. Thật sự ra xây chín ngôi chùa là sau này mới có cho thầy. Ngay thời đầu của giáo pháp cũng chưa có dùng chùa chiền vậy đó. Nói cho quý vị biết, nói chơi cho vui chứ. Bà quý khả khả và bà dân mà nói là Đông Phương Tự gì đó. Bà dân cho cái mẫu đất rộng rồi, cái mấy ngày múc hình lá ngày ra, ngày coi chỗ nào ở được, ngày cho xây mấy cái liều vậy thôi. Chứ làm gì mà gọi là chùa, chỗ mà ông Sư mà ở tập trung nhau đó. Đó. Thành ra hồi xưa đó không có chỉ chùa, chỉ có nơi chưa tăng ở rồi là Arama, tức là người Arama, thấy không? Chứ có chỗ nào có chùa đâu. Nó nơi cúng một ngàn người xây chùa, nó câu đó có phạm nhân diễn đạt xuất hiện sau này, chứ vào thời Đức Phật thì không có đâu, không có. Rồi Đức Phật nói chùa chiền thì không có, chưa tăng mình ở có một cây ở trong hang động rồi này kia không à, chứ không có chùa. Cái chỗ đó thì gọi là Arama, chứ không có giống như bây giờ. Bây giờ là cái sống nhau là xây chùa, ông sư kêu gọi ông chùm để xây chùa, không biết là xây để làm gì. Nhiều cái chùa rất là vĩ đại, rồi từ trước sau thì nó cũng sụp thôi chứ có ai đâu. Trong khi đó nếu mình ráng mình học để mình thành một cái vị thánh trong giáo pháp này đó, nó còn vĩ đại gấp mấy lần xây chùa xây chiền. Quý vị nên nhớ chuyện đó, nó làm gì làm cho nó có ý nghĩa, chứ còn làm nghe người ta nói là cái làm theo thì không có tốt. Nam mô Bổn Sư Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ dạ con đã thấy Xích Phố Biển kính tri ân ngài ạ. À. Dạ sa thú Xích. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ cùng tham gia đặt câu hỏi. Bây giờ mình chỉ còn 15 phút lại thôi ạ. Thời gian gần sắp hết rồi nên con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. Không biết thầy, dạ con thấy bàn tay của kính mời bàn tay của Sức Hà. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Sis. Dạ sau đó con kính mời cô Nhật Quỳnh nha cô. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bích Thà, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sang Khai. Dạ con kính định lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính định lễ Ngài Đức Tâm, Ngài Trí Đức. Dạ thưa Ngài, Ngài cho con hỏi một câu. Giống như con không hiểu sao tự nhiên con cũng có nhiều vị cho con sách vở như kinh Chú Đại Bi rồi kinh của Phật Bà Quan Âm gì đó, con không có, con chỉ để nó trong một cái gió mà con cũng không có đọc. Nhưng mà rồi xong rồi con cũng có những quyển sách về thiền nam chính nam, con không nhớ cái tên, nhưng mà đại khái con có đọc sơ qua thì con thấy nó không có giống như cái trong kinh Tứ Niệm Xứ, thành ra con cũng để nó qua một cái xó luôn. Rồi con cũng có những cái vị cho con cái tượng Bà Quan Âm, con cũng không con cũng để nó một xó thì con cũng không có thờ. Mà bây giờ thì con không biết làm gì với nó, thành ra con thì có một vị, con có hỏi một vị sư thì sư nói là cứ đem vô chùa Bát Tâm.
Nhưng mà con thấy nó cũng không hợp lý, tại vì khi mà con có đọc sơ qua về cái quyển dạy về thiền thì con thấy nó không đúng, thì ra con không không muốn lại gieo thêm một cái chủng tử là cho đã mình đã biết không đúng thì mình lại cho người khác, thì con cũng thấy nó không có hợp lý. Thành ra con nghĩ là có thể con phải đốt hoặc là vứt. Rồi những cái tượng thì con cũng chưa giải quyết, con không biết để đâu, con cũng để trong một xó. Thì đối với ngài thì ngài có thể chỉ dẫn cho con một cái cách giải quyết cái vấn đề này cho nó hợp lý. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin chào mấy cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị, tại quý vị sợ quý vị không dám đập thì còn thì thôi kiếm cái gốc cây nào đó để em sắp xung quanh cái gốc cây đó để cho mấy cái vị đó ngồi đỡ đó đi, có cây che nắng che mưa được rồi chứ có ở đâu, bởi vì mấy cái đó là đồ dỗm đồ tưởng tượng không mà mình giữ làm gì cho mệt không chặt đất. Đa số mấy cái đó là bên mấy nước khác là nó đập hết rồi, còn mình không muốn đập thì cái mình đem ra bỏ cây okay, trước sau thì mưa gió thì nó cũng rã thôi nè, chứ không có gì đâu mà sợ. Mình thật sự ra đó mình muốn thờ Phật cũng được, nhưng mà cái cách hay nhất đó là mình hành theo pháp Phật, giống như Đức Phật nói vậy đó ha. Người nào kính trọng Như Lai thì người đó nên hành theo pháp của Như Lai đó, tức là một sự kính trọng cao thượng nhất. Chứ còn giờ mình mua bao nhiêu cái tượng của Đức Phật về mình để lên giống như hàng xén Phật đó rồi, nó chẳng có lợi ích gì cho mình. Mình tìm những quyển sách mà thứ thiệt về mình đọc, rồi mình vô những cái chỗ mà có chư tăng đó, mình hỏi thử xem cái đó là cái gì cái gì. Không thôi lâu lâu lên net này hỏi nó còn tốt hơn là mình làm bao nhiêu chuyện nữa, ha. Bởi vì mình không có hiểu những cái việc mình làm, thành ra mình cứ hãy nghe người ta nói, ta kêu gọi in quyển gì để bố thí pháp, cái đó là tào lao nhất. Mình đem mình đưa người ta mà người ta không đọc hoặc người ta đọc không hiểu cũng vô ích. Quý vị nên nhớ chữ bố thí pháp trong cái câu mà bút gì sắp phá tha năng thâm má tha năng chi na tỷ đó, tức là trong các loại bố thí pháp là cao thượng nhất. Chữ pháp ở đó đó không có nghĩa là sách vở giống như mình ấn tống đâu, pháp đó là trí tuệ. Mình nói một câu hay là mình thuyết một đoạn kinh ngắn để cho người đó phát sanh trí tuệ, đó là tức bố thí pháp. Nên là nhớ chuyện đó chứ không phải là đó là bố thí cao thượng. Bởi vì khi mà người ta nghe người ta hiểu cái đó đó, người ta có thể là đi rất xa trên con đường tu tập. Nên mình nên làm cho nó đúng, không nên làm nó sai ha. Đừng tưởng mà cứ nói là bố thí pháp rồi cứ tưởng là ấn tống kinh sách đồ này kia, cái đó không có lợi gì, họ không đọc làm gì có lợi ích. Mình nói cho nó vô lỗ tai họ đi thì họ phát sanh trí tuệ, thì cái đó là bố thí pháp, là hành động cao thượng nhất, tức là bố thí trí tuệ hoặc nhân của trí tuệ đó, là cái hành động bố thí cao thượng nhất. Quý vị này nhớ chuyện đó, thành ra nên làm theo cái đó. Còn cái nào mình học hiểu rồi đó là mình cứ hành, chứ đừng có lưng chừng thì vô ích. Bởi vì cái cuộc sống của mình đó, quý vị nên nhớ cái điều nguy hiểm, quý vị nên nhận ra sau cái búng tay này đó, ngày mai hoặc kiếp sau chưa biết cái nào tới trước. Có thể quý vị có ngày mai, nhưng nhưng mà có nhiều người không có ngày mai, chỉ có kiếp sau thôi nha. Thành ra nó nhớ chuyện đó, thành ra thời giờ mình đừng có nghĩ là mình có thời giờ trống rảnh mà không làm làm, bởi rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bởi vì nếu mà sao có búng tay này nó là kiếp sau, thì những cái gì mà quý vị có, quý vị có thể cả mấy bộ tâm tạng trong nhà nó đều là vô ích hết. Thành ra cái đó là không nên kiếm mấy cái bộ sách về lời dạy Đức Phật là để trong tủ, kiếm những cái quyển nào mà dạy mình học hành được mà để trong đầu mình á, cái đó nó mới quý ha. Chứ đừng có để trong tủ, để trong tủ vô ích, không có lợi ích gì hết. Nên nhớ cái đó thì nó quý hơn ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Dạ, Hà ơi, Hà có muốn cầm mic nữa không? Có muốn cầm mic nữa không? Nhật Quỳnh nhường mic. Dạ, cảm ơn đầu trạc. Hà ơi, Hà có muốn cầm mic nữa không? Nhật Quỳnh thì chat lên điều gì đó. Dạ không, Nhật Quỳnh lên là để đọc câu hỏi của tu học Phật Pháp. Nhưng mà cái luật của Rung thì ưu tiên người cầm mic. Nếu Hà còn câu hỏi, Hà cứ cầm mic hỏi đi rồi Nhật Quỳnh đọc câu hỏi sau. Vậy mời Hà nghe. Dạ, cảm ơn Hà. Dạ, con Vinh Văn Âm, Văn Thù vân vân, được hiểu là biểu trưng cho các hạnh ba la mật từ bi trí tuệ. Nhìn vào các tượng đó có thể nhớ đến các hạnh ba la mật tương ứng mà tu, thì có gì tai hại sai trái hay không? Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nó biểu tượng nhưng chắc chắn mình hiểu đúng theo cái biểu tượng đó là như vậy hay không. Đó. Mà khi mà mình không hiểu, cái mình gặp mấy ông đó, mình cứ Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Quan Ngôi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này kia, nó chẳng có giá trị gì đó, mà tốn thời giờ của mình. Đó. Mình muốn hành cái ba mật lợi nào đó, lật kinh điển nguyên thủy ra coi nó có 13 la mật hành như thế nào, thì cái nào mình có khả năng mình làm là làm liền, chứ không cần phải đem đi ra ngoài chợ mua cái tượng Quan Âm, tượng Văn Thù gì không sao, nó vô ích mà nó không có lợi cho mình đó, đó. Mình cứ mình đừng bao giờ mình dựa vào đứng trên đôi bàn chân của mình cho nó chắc chắn thì nó tốt hơn là dựa vào cái gốc cây hay là bất cứ cái gì của người khác. Đó. Bởi vì mình học kinh điển là mình phải học để cái đó phát sanh tới cái sự cái hành động của mình, chứ mình dựa vào cái khác thì không có nên, bất cứ dựa vào cái gì cũng nên. Ngay cả mà quý vị đọc trong kinh điển, quý vị nhớ có cái vị tự nhiên quên tên cái vị đó, cái vị mà tu là tại vì thấy tướng Đức Phật đẹp đó, ngài cái nhìn cái tướng Đức Phật là đủ đã rồi đó, bị ngài chửi cho chứ đâu có ấy đâu, mà nhìn tướng Đức Phật có gì sai. Sai vậy nó tốn thì giờ chứ không có vậy đó. Ở ngày đó sao nghe Đức Phật thuyết câu tắc là vậy đó, hình như câu đó là thấy pháp là thấy Như Lai vậy đó, sao nó vô ích chứ sao không vô ích đó. Cái gì nào mình biết là mình cứ làm thẳng đi ha, mình giỏi cái môn đó thì hoặc là không hiểu cái môn đó đi học cái môn đó để thành môn đó, chứ không cần ra mua tượng mua gì của ai đâu, dựa vào đó để mình làm cái biểu tượng để mình nhớ tới cái này nhớ nọ rồi mình hành cái chuyện đó rất là vô ích, không có nên. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú đành thai, con đã thấy tu học Phật Pháp tri ân ngài, và con cũng thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Phật Pháp, và cũng như cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp. Hà ơi, Hà còn câu hỏi không? Nếu Hà còn câu hỏi, đưa bàn tay lên đi, tại vì đồng hồ Nhật Quỳnh còn có mấy phút à. Hà còn thắc mắc, cứ đưa bàn tay lên hỏi đi, Hà ơi. Alo. Xin Hà có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có còn câu hỏi không? Dạ, nếu Hà không còn câu hỏi, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn có mấy phút thôi quý vị. Có thể một hai câu hỏi nữa là hết giờ của ngài Liễu Tông giảng dạy rồi. Dạ, kính mời bàn tay. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Ồ vậy hả? Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Hey, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hay dạ kính thưa chư vị, nãy thấy con Hình Như đưa tay ra đó rồi sao bỏ xuống rồi, con muốn đưa tay lại còn mấy phút nữa thôi. Cái câu cô thì giả thành thủy trần lúc trước hỏi sự câu rồi biến mất tới giờ có tìm ra đáp xấu câu đó chưa? Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Nguyên Như ơi, có chức máy không? Nhật Quỳnh không, tại Nhật Quỳnh nãy giờ không có chức máy nên không biết vị nào còn câu hỏi chưa
Ngài chưa giải đáp hoặc có bàn tay nào đưa lên thì kính mời. Dạ, để Nhật Quỳnh thấy phổ biến nói còn câu hỏi của Quỳnh Phan hả cô Quỳnh Phan? Nhật Quỳnh không thấy. Dạ, nếu Quỳnh Phan còn trước máy. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Quỳnh Phan hỏi vị thưa Ngài, Quan Âm Bồ Tát có không ạ? Con kính tri ân Ngài. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nếu mà mình nguyện Bồ Tát thì có thể có, nhưng mà mình không biết bà đó có nguyện hay không là sao biết được. Ha? Quý vị nên nhớ cái điều gì là phân biệt cái dễ. Có chỗ nói là Quan Âm Bồ Tát, có chỗ nói là Phật Bà Quan Âm gì đó. Thôi, quý vị cứ nhớ vậy là biết. Nếu mà bà đó có hay không có thì chúng tôi không có xác nhận được, bởi vì sao người trên cõi này tới 7-8 tỷ là không biết được. Như vậy hỏi Quan Âm Bồ Tát có hay không á, thì cái đó có thể có thể không. Nhưng mà nói Phật Bà Quan Âm có hay không thì chắc chắn là không có. Tại sao chúng tôi vừa quyết định là quả quyết là không có? Bởi vì cái bà đó muốn thành Phật, bà có đủ 32 tướng tốt thì mẫu thân ơi chết con. Chúng ta nói gì không hiểu là gì đó. Chứ không phải chuyện mà muốn thành Phật lúc nào cũng được. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Tất cả phước báo nào phát sanh vào Phật Thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả Chư Tôn Hàng Giả cùng hình sáng các chư nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các áp phong ngủ ngầm nội tâm. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Bài Gia, Nam mô Sẵn Khai Gia, Nam mô Rất Thành Ách Tà Giá Xạ. Như cả ngày còn cũng giống như còn đi theo, còn có sự pháp tràng ở đây có gì giúp dùng để phục chúc. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, sa thú thành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của chúng con, để chúng con tiến gần đến với lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và phước báo nào chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả, y như ý nguyện. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng mà có những câu thảo luận và ủng hộ cho rơm Phật giáo Nam Truyền được thanh tịnh trong lúc Ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi. Và cảm ơn Nguyên Trang và con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, nếu sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu sau khi chúng con sám hối. Chúng con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bụt tam ăn ghê na vạn đề hằng ba đập hẳn sông và ruột tam ăn bụt thầy vô khả lý tổ đô sơ bụt thâu. Cảm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng thăm anh cha được vì thăng và răng thầm mê vô khả lý tô đô sơ thầm mô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vì thoát tâm ăn sẵn khê vô khả lý tổ đô sơ sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con tròn đủ phước báo. Và con kính nhân mít đến sư.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chúng Phật tử. Giờ đây để kết thúc buổi học và sáng hôm nay, chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chúng Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Yam duan ne mia tang avaman kalan cha yo cha nama po sakona sasa do pa pa ra ha do sa pe nang akan tang po tha no pa we na tham mam no pa we na sang ka no pa we na we na sa men to do ka pa ta cha ne do ka pa ya pa tam cha ne pa ya so ka pa ta cha ne so ka han to sa pe pe pa ne no et ta wa tam chạm hệ sam pa tăng po nhà sam pa đăng sa pe đề wa nu mo đan tu sa pa sam pa tu se tu yam đà nang đà đan tu sa ta ya si lang ra can tu sa pa đa pa wa na phi ra ta hon tu ra chan tu đề wa tăng ra ta sa pe po ta pa la pa cha pa che ca nang cha yam pa lang arahan ta nang cha te che na ra can pan tha Mê sa pa so nguyện cầu vi đức Phật bảo, nguyện cầu vi đức Pháp bảo, nguyện cầu vi đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, tại điều mạo tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc chú trong thiền, chư thiên đã vâng tâm, sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sư. Chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thịnh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vị đức, cầu phước lành phát sanh tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đơn của chư Phật, do nhờ quay đơn của giáo pháp, do nhờ quay đơn của chư tăng, các sự an là thường thường đến người siết tư gia chân ra tham. Sia tam ma to sia tam ma to sia tam ma to e đăng pa lăng e ta smin ratana ta ya smin sam ba sa da na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua xin ni thu về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na tha quan tu bồ chi ta so thinh ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thê ra chắc mắt cha na qua cha cha phích kha vô sa ra mi ca đa na a bi Namaste Upasaka Gama Cha Desa Nigama Cha Eksara Sapa Na Phuta Sukhita Phagwantu Te Cha La Pucha Ye Vicha Anda Samphagwa Sanse Da Cha Ta Athapo Bapa Tika Niuya Nikang Thamma Varang Matik Cha Te Sapa Vidukha Sakaron Tu Sankhayang Tha tu chi lăng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha phục ga ra sẵn gơ hô tu sa mạc gơ qua a tha ya cha hê ta ya cha âm hê ra ka tu sa thẩm mô sa bê bi thẩm ma cha ri nô vụt thịnh sâm ba bù nảy ya ma thẩm ma đi dập ba quê đi tê ngưỡng cầu ca trấn chư thiên nga trong vòng tỉnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề
Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lăng, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh buông lõi không lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà chứng khỏi truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con, tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được, trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên. Phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nipanas sambat cha yo hô tu. Ý đăng huynh nhân nipanas sambat cha yo hô tu. Ý đăng huynh nhân nipanas sambat cha yo hô tu. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Gia, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Thamma Gia, Nam mô Sangha Gia. Con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kể kinh, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rung. Kính chào tạm biệt đạo tràng.